Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 128. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, sau khi sư phụ đâm ra một kiếm, tiếng kêu la thảm thiết của ma vương vang lên, đôi mắt máu to như cối xay cũng ảm đạm biến mất. Sau đó ma sát cuồn cuộn che trời lấp đất cũng nhanh chóng co lại. Hóa thành một điểm nhỏ. Cuối cùng tất cả ma sát trong mắt trận biến mất không còn. Nhưng những ma sát đó không phải thực sự biến mất mà thu nạp hội tụ lại, hóa thành một người cao 3 mét, mặc chiến giáp tay cầm cự đao. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, có lẽ đây mới là bộ mặt chân chính của ma đầu. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo, chỉ là một hình người cuốn đầy ma sát, nhưng vẫn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực. Sau đó nghe thấy ma đầu mở miệng nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã chọc giận bổn vương muốn rút ra nguyên thần của ngươi, làm ngươi sống không bằng chết. Lời nói uy hiếp của ma đầu vang lên, lúc này sư phụ tạm dừng, nói, ngươi thử xem, bản tôn rất muốn nhìn xem thủ đoạn của cổ ma đầu. Nói xong Vân Thiên Tà đứng yên, bày ra bộ dáng cứ phóng ngựa lại đây, ta chấp hết. Gào! Ma vương nhấc đao gầm lên, cơn giận của ma vương, chảm! Một đao tràn ngập ma sát buông xuống với tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm. Sau khi ma vương chém ra một đao khí thế kia, vậy mà lại xoay người chạy trốn. Lại chạy thoát. Dưới một kiếm của sư phụ, một kích cường đại của ma vương hóa thành hư vô, cũng thuyết minh sự tinh danh của tên ma đầu này. Hôm nay hắn ta đụng phải sư phụ, ăn mệt, biết không đánh lại nên đánh ra một thường rồi quay người chạy trốn. Không biết xấu hổ. Thì ra lời đồn ma tộc xảo trá là thật, không biết xấu hổ cũng là thật, ma tộc rất biết nhìn thời thế cũng là thật. Nhưng Dương Bách Xuyên lại rất tán thành loại không biết xấu hổ này, bởi vì so với mặt mũi, mạng quan trọng hơn, chỉ có giữ được mạng mới có thể đi tranh mặt mũi. Tên ma đầu này rất láo cá. Thấy ma đầu chạy trốn, Dương Bách Xuyên không nhịn được nói, sư phụ, ma đầu chạy thoát. Sau đó nghe sư phụ nói, vi sư biết, yên tâm đi, không thoát được. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên yên tâm hơn rất nhiều, sư phụ là ai chứ, sao có thể không nhìn ra ma đầu muốn chạy trốn. Quả nhiên sau khi dứt lời, sư phụ lầm bẩm, thập phương tỏa thiên, khốn long, diệt ma, giết. Chân ngôn vang lên, sư phụ chém ra năm kiếm liên tiếp về phía hư không, sau đó hóa thành 10 đạo kiếm quang, có ảo giác toàn bộ thiên địa tràn đầy kiếm khí. Ngay sau đó 10 đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một, như bóng dáng của một con rồng. Lóe lên rồi biến mất không thấy. Gào! Một tiếng rồng ngâm vang lên từ phía chân trời cùng với một tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên thấy được bóng đen đã chạy xa kia bị nổ tung. Lần này có thể cảm nhận được rõ ma đầu đã hồn phi phách tán. Bị một kiếm, thập phương tỏa thiên, của sư phụ tiêu diệt. Cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Lấy lại phản ứng, Dương Bách Xuyên mừng như điên, bên tai vang lên âm thanh suy yếu của sư phụ, tiểu tử thối. Trong khoảng thời gian ngắn không được trêu chọc ma tộc nữa, vi sư. Ăn không tiêu. Dứt lời âm thanh yếu đi, Dương Bách Xuyên chấn động, khôi phục lại quyền chủ đạo của thân thể. Thật ra Dương Bách Xuyên biết một kiếm vừa rồi không phải kiếm pháp chân chính, mà là thần thông chiêu thứ 10 trong thần thông thập nhị chí tôn mà sư phụ vận dụng. Nhưng những thần thông này có thể vận dụng ở bất kỳ hình thức nào. Kiếm pháp giết địch cũng không ngoại lệ. Tóm lại là Dương Bách Xuyên có một lần cảm quan. Nhưng vì quá phức tạp nên hắn không cảm nhận được rõ lắm. Thần thông thập nhị chí tôn mà sư phụ truyền thụ cho hắn, trước mắt hắn mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 5. Tất nhiên đối với tên họ Dương nào đó mà nói, coi như vấn đề đã được giải quyết, sư phụ ra tay vẫn kiên quyết, giúp hắn giải quyết một rắc rối to. Về ma tộc, ở Thái Huyền Tông đã có một tên Vu Minh Tuyền chạy thoát. Nếu ở đây lại có thêm một tên chạy ra, hắn bị tu chân giới nói là kẻ thả ma đầu ra ngoài. Nối giáo cho giặc, vậy thì hắn sẽ không vui, và cũng cảm thấy có lỗi với chín cổ tiên nhân. Bây giờ thì tốt rồi, ma đầu đã bị sư phụ tiêu diệt, trận pháp biến mất, cấm địa vô gian cốc không còn tồn tại, cũng không còn trận pháp ngăn cản, sau này hắn muốn tìm mấy cô vợ cũng dễ dàng hơn. Dương Bách Xuyên đáp từ trên không xuống, đi tới chỗ đám người Nguyên Vô Thường, đang định nói chuyện thì phát hiện thấy tình trạng của đám người Nguyên Vô Thường và Mộ Mãn Thiên không được bình thường. Ánh mắt mỗi người đều rời rạc, đờ đẫn. Dương Bách Xuyên quét thần thức, lập tức tìm ra nguyên nhân, khóe môi nở nụ cười.
Hắn phát hiện ra trong cơ thể những người này đều có khí khí ma sát, điều quan trọng là lực lượng ma hồn mê hoặc tâm trí mới biến bọn họ thành dáng vẻ hiện tại. Trước đó hắn còn suy nghĩ làm cách nào để thu phục đám lão già này quy thuận vân môn của mình, bây giờ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trước khi chết ma đầu đã giúp hắn một tay. Ban đầu cả khu vực tâm trận bị ma khí bao phủ, chắc là đám người mộ mãn thiên đã trúng chiêu. Là ma đầu điều khiển khí ma sát khống chế bọn họ. Mặc dù ma đầu đã bị sư phụ tiêu diệt, nhưng ma sát và lực lượng ma hồn vẫn lưu lại trong cơ thể những người này. Dương Bách Xuyên dám khẳng định trong số những người này, ngoại trừ Nguyên Vô Thường ra, không ai có thể tự loại bỏ được lực lượng ma sát trong cơ thể. Vì vậy, tên họ Dương nào đó biết rằng cơ hội cho mình thu phục những lão già này đến rồi. Đầu tiên, hắn đi tới bên cạnh Nguyên Vô Thường, vươn tay hút khí ma sát trong cơ thể Nguyên Vô Thường ra ngoài. Dương Bách Xuyên cố ý không hấp thu lực lượng ma hồn bởi vì hắn vẫn còn lời muốn nói với Nguyên Vô Thường. Sau khi ma sát trong cơ thể Nguyên Vô Thường bị Dương Bách Xuyên hấp thu, nháy mắt ông ta đã tỉnh lại. Lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù những người này bị ma đầu mê hoặc tâm trí, nhưng vẫn nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra. Hình ảnh Dương Bách Xuyên chém giết ma đầu rõ rành rành ra đó, Nguyên Vô Thường biết là Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt ma đầu. Cũng biết sự đáng sợ của tu sĩ Đại Thừa Trung Kỳ Dương Bách Xuyên. Xứng danh Thánh Chủ. Cảm ơn Dương Thánh Chủ. Sau khi Nguyên Vô Thường hiểu ra, lập tức cảm ơn. Ha ha, trong cơ thể ông có chân nguyên dồi dào, cho dù tôi không ra tay, sớm muộn gì ông cũng luyện hóa được lực ma sát. Tuy nhiên, trong người ông còn có lực ma hồn, cái này mới phiền phức nè. Tên họ Dương nào đó cố ý kéo dài giọng, ánh mắt lấp lóe. Sao Nguyên Vô Thường lại không biết chứ? Ông ta thử thôi động, lực ma hồn trong cơ thể lù lù bất động. Nghe thấy Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, cộng thêm biểu cảm của tên họ Dương nào đó, Nguyên Vô Thường lập tức hiểu ra e là chỉ có tên họ Dương kia mới có cách. Nguyên Vô Thường nói ngay, xin Dương Thánh Chủ ra tay hỗ trợ, Nguyên Mỗ vô cùng cảm kích. Đưa chút lợi ích thực tế đi, cảm kích có ích lợi gì? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Nguyên Vô Thường nghẹn lời. Lúc này ông ta biết báo ứng đến rồi. Lúc trước khi đến Vô Gian Cốc, ông ta đã bẫy Dương Bách Xuyên mấy chục vạn linh thạch. Hiện giờ rõ ràng là tên họ Dương nào đó muốn trả đũa. Mặc dù tiếc nứt ruột, nhưng so với lực lượng ma hồn của ma đầu thượng cổ tồn trong cơ thể, có nhiều linh thạch đến mấy cũng vô dụng. Nguyên Vô Thường cắn răng, xót xa nói, xin Dương Thánh Chủ hãy ra tay hóa giải lực ma hồn trong cơ thể Nguyên Mỗ. Cùng lắm thì ta sẽ trả toàn bộ số linh thạch còn lại cho Dương Thánh Chủ. Dương Bách Xuyên mỉm cười, duỗi một ngón tay lắc qua lắc lại, khi tìm lão già nhà ngươi ta đã nói rồi, ta không thiếu linh thạch nên không tiếc. Ta không cần linh thạch, nhưng vân môn tiên cảnh nhà ta thiếu cao thủ trấn giữ. Ngươi hiểu chưa? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn 18 lão già vẫn đang chìm trong trạng thái đầu óc đờ đẫn. Cuối cùng thì Nguyên Vô Thường cũng hiểu ra tên họ Dương nào đó muốn thu 18 lão già mộ mãn thiên về dưới trướng. Hơn nữa, hiển nhiên là Nguyên Vô Thường mình cũng không ngoại lệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đầu Nguyên Vô Thường hơi tức giận, nhưng rồi lại nghĩ có thể làm được gì đây? Dương Bách Xuyên không ra tay hóa giải lực ma hồn trong cơ thể mình, Nguyên Vô Thường biết rõ bản thân không có bản lĩnh hóa giải lực ma hồn. Loại lực ma hồn này trước đây ông ta chưa từng gặp, không phải là lực ma hồn thường thấy, tuy chỉ có một tia ít ỏi nhưng chắc chắn có thể mất mạng, cho dù không mất mạng thì sau một thời gian dài cũng khó tránh cảnh một thân đạo hạnh của ông ta tiêu tan, ma hóa. Lúc đó mới là sống không bằng chết. Mỗi tán tu có thể tu luyện đến tu chân hậu kỳ đều là kẻ kiêu ngạo, nếu muốn thần phục người khác thì đã gia nhập tông môn nào đó từ lâu rồi, sao có thể chờ đến hiện tại. Bị quản thúc. Có rất nhiều thế lực tông môn trói buộc tuyệt đối không phải là con đường Nguyên Vô Thường muốn. Thậm chí không phải là con đường mà bất kỳ cao thủ tán tu nào hướng tới. Nhưng hiện tại, Nguyên Vô Thường biết là mình không có lựa chọn. Ông ta tức tối nhìn Dương Bách Xuyên rất lâu, sau đó nói, Nguyên Vô Thường nguyện góp sức cho Dương Thánh Chủ, bái lại Thánh Chủ Vân Môn. Ha ha, lão Nguyên à, thế này mới đúng chứ. Tên họ Dương nào đó nhận một lạy này của Nguyên Vô Thường. Cũng nhận lời thề thiên đạo gia nhập vân môn tiên cảnh của Nguyên Vô Thường. Bấy giờ hắn mới đỡ đối phương dậy, tươi cười nói, đừng đanh mặt thế. Ta biết tâm tư của tán tu các ngươi, quen tự do tự tại, không chịu nổi trói buộc. Vì vậy ngươi cứ yên tâm,
ta và Vân Môn Tiên Cảnh sẽ không trói buộc các ngươi bất kỳ điều gì, trái lại còn cho các ngươi hưởng đãi ngộ của cấp bậc trưởng lão Vân Môn Tiên Cảnh. Gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh ta, sau này ngươi sẽ cảm thấy quyết định ngày hôm nay sáng suốt cỡ nào. Lát nữa ngươi nhớ phải thuyết phục đám người Mộ Mãn Thiên gia nhập Vân Môn giúp ta nhé. Ngươi hãy bla bla, bla bla. Tên họ Dương nào đó bắt đầu tẩy não Nguyên Vô Thường, nói chung là nhất định phải dụ 18 lão già Mộ Mãn Thiên gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh bằng bất cứ giá nào. Chỉ mong Dương Thánh Chủ đừng quên lời nói ngày hôm nay. Nguyên Vô Thường vô cùng miễn cưỡng, lạnh lùng hừ mũi, nhưng không phản đối việc làm thuyết khách cho Dương Bách Xuyên. Ha ha, yên tâm đi, phương diện khác thì ta không dám nói, chứ chuyện hứa hẹn thì trước giờ Dương Bách Xuyên này luôn nói được làm được, tuyệt đối không nói dối. Được rồi, trước tiên ta sẽ giúp ngươi hóa giải lực ma hồn trong cơ thể, để lâu thì không chừng lão già ngươi sẽ bị ma hồn ảnh hưởng. Ma tộc kỳ dị, tuyệt đối đừng để tên ma đầu kia mượn sức ngươi sống lại. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên bắt đầu hóa giải lực ma hồn trong cơ thể Nguyên Vô Thường. Tất nhiên Nguyên Vô Thường nghe Dương Bách Xuyên nói vậy cũng chấn động cả người. Ông ta biết Dương Bách Xuyên không nói chuyện giật gân dọa dẫm. Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Nghĩ tới lời đồn về sự kỳ lạ của ma tộc, Nguyên Vô Thường bất giác dùng mình ớn lạnh, vội vàng nhờ Dương Bách Xuyên hóa giải ma khí cho mình. Nếu Dương Bách Xuyên là tu sĩ bình thường thì hắn hoàn toàn không có cách nào hóa giải lực lượng ma hồn mà ma đầu thượng cổ để lại. Nhưng hắn không phải là tu sĩ bình thường. Tên họ Dương nào đó có bình càn khôn là chí bảo thế gian, trong cơ thể có song mệnh tinh hiếm thấy. Hắn thôi động mệnh tinh thái âm, cánh cửa U Đô xuất hiện có thể hấp thu lực ma sát. Mà sư phụ từng nói bình càn khôn có cách hấp thu lực ma hồn. Cho nên Dương Bách Xuyên thôi động bình càn khôn trực tiếp hấp thu lực ma hồn trong cơ thể Nguyên Vô Thường. Sau đó, hắn cũng xử lý ma sát trong cơ thể đám người Mộ Mãn Thiên bằng cách tương tự, và cũng không hấp thụ hết lực lượng ma hồn, mục đích là giữ lại để uy hiếp. Sau khi lực lượng ma sát trong cơ thể những người này đã bị Dương Bách Xuyên hóa giải, bọn họ lần lượt khôi phục như bình thường. Lúc này Dương Bách Xuyên nháy mắt với Nguyên Vô Thường, đối phương bắt đầu thuyết phục những người này gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh. Nguyên Vô Thường nói xong, một lão giả lập tức giận dữ nhìn Dương Bách Xuyên, nhóc con, người đang uy hiếp chúng ta đấy à? Vân Môn Tiên Cảnh chó má gì chứ, lão phu chẳng thèm. Lực ma hồn còn con mà thôi, lão phu không tin mình không hóa giải được. Khoáng tùy phong này đã tu đạo hơn 3 vạn năm, người không hỏi thăm à, người của phong vũ môn ta ra ngoài đã bị uy hiếp bao giờ đâu. Nực cười. Dương Bách Xuyên không hề giận lão giả này, hoặc là nói khoáng tùy phong. Trái lại hắn còn cười hì hì nói, thì ra lão đầu ngươi tên là Khoáng Tùy Phong. Được thôi, tạm thời ta gọi ngươi là Khoáng Đạo Hữu. Khoáng Đạo Hữu này, phong vũ môn gì đó của ngươi có phải là thánh đại không? Có thể so với cấp bậc thánh địa vạn linh không? Tên họ Dương nào đó tươi cười nói xong, nhưng lại làm cho Khoáng Tùy Phong đơ luôn. Mặc dù tông môn của ông ta phong vũ môn không tệ, nhưng không thể so với thánh địa vạn linh ở tu chân giới. Ông ta vô thức nói, nhóc con, ngươi có ý gì? Không có ý gì, hì hì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết thánh địa vạn linh bị ta tiêu diệt. Hiện tại phong vũ môn gì đó của ngươi còn tồn tại hay không vẫn là ẩn số, cộng thêm tình huống hiện giờ, ta khuyên lão già ngươi một câu, hãy nghĩ đến đường lui. Tên họ Dương nào đó nói liên miên một tràng. Khoáng Tùy Phong và những người khác đều kinh hãi, tiêu diệt thánh địa vạn linh. Sao có thể chứ? Thánh địa Vạn Linh là thánh địa nổi tiếng có lịch sử lâu đời, làm sao mấy lão già bọn họ lại không biết nội tình của thánh địa Vạn Linh kia chứ? Nhưng thằng nhãi Dương Bách Xuyên này lại nói một câu nhẹ bấng, hắn đã tiêu diệt thánh địa Vạn Linh. Điều này làm cho những lão già này nổi sóng to gió lớn trong lòng. Ai nấy đều trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên, nhưng phát hiện ra hắn không nói dối. Tất cả đều là kẻ khôn ngoan, biết là không có ai dám lấy chuyện này ra đùa. Lấy thánh địa một phương ra đùa không dễ như vậy đâu. Thật ra ngay từ lúc mới gặp, khi giới thiệu cho đám người Mộ Mãn Thiên, Nguyên Vô Thường đã nói Dương Bách Xuyên là thánh chủ. Nhưng lúc đó mọi người không cho là đúng. Hiện tại, sau khi Dương Bách Xuyên chính miệng nói hắn đã tiêu diệt thánh địa vạn linh, rốt cuộc thì sắc mặt của một đám lão già cũng thay đổi. Mộ Mãn Thiên còn quay đầu nhìn Nguyên Vô Thường muốn xác minh, thấy Vô Thường gật đầu tỏ ý tất cả những gì Dương Bách Xuyên nói đều là sự thật. Khoáng Tùy Phong bị Dương Bách Xuyên nhìn chăm chú cũng thay đổi sắc mặt liên tục. Ông ta tự hiểu lấy mình,
quả thật lúc này không dám xung đột với Dương Bách Xuyên. Chưa kể Dương Bách Xuyên đã diệt sạch ma đầu, chỉ riêng tình huống của ông ta thật ra vô cùng tồi tệ. Ông ta bị nhốt ở đây mấy vạn năm, trong cơ thể đã không còn chân nguyên, kỳ thực chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Cho dù hiện tại bày trận loại bỏ khí ma hồn, có linh khí trời đất cũng không thể hồi phục trong một chốc một lát được. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm quan sát sự biến hóa của tất cả mọi người, nắm chắc phần thắng, tiếp tục nói, khí ma sát trong cơ thể các ngươi đã bị ta luyện hóa, nhưng lực ma hồn thì không dễ hóa giải. Lực lượng của ma đầu thượng cổ kia mà, ta thực sự không nghĩ ra ai có thể hóa giải cho các ngươi. Hoặc là cho dù có người hóa giải được, các ngươi có đủ thời gian ư? Có lẽ trước khi các ngươi hóa giải được lực lượng ma hồn thì đã bị ma hóa trước rồi. Sao nào, khoáng đạo hữu có bản lĩnh không? Các ngươi có không? Có không? Tất nhiên không có. Việc nhà mình biết, những lão già này có thể cảm nhận rõ lực lượng ma hồn trong cơ thể ra sao, bọn họ cũng biết là không thể hóa giải được. Nhưng tên họ Dương nào đó lại có thể, Nguyên Vô Thường là một ví dụ. Tuy nhiên, muốn nhờ Dương Bách Xuyên giúp thì nhất định phải gia nhập vân môn tiên cảnh của hắn, điều này khiến những lão già này do dự. Phải làm sao đây? Chờ sau khi ra ngoài rồi nghĩ cách. Hay là đi theo Dương Bách Xuyên? Vế trước mạo hiểm, tìm người luyện hóa lực lượng ma hồn và tự hóa giải đều rất mạo hiểm, bởi vì đây là lực ma hồn mà ma đầu thời thượng cổ để lại. Chọn vế sau tức là sau này sẽ bị người ta quản thúc. Nhưng lúc này bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao? Bọn họ không có lựa chọn, thời gian không đợi người, ai cũng biết Dương Bách Xuyên không phải dọa, thời gian dài thì lực lượng ma hồn trong cơ thể ắt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phải làm thế nào đây? Bọn họ hoàn toàn không có sự lựa chọn, hơn nữa mọi người đều nghe ra ý uy hiếp trắng trợn trong giọng nói của Dương Bách Xuyên, xem ra không đồng ý quy thuận vân môn là một vấn đề lớn. Cục diện và bầu không khí hơi kỳ lạ, lúc này Nguyên Vô Thường biết là mình nên nói tiếp. Cho hai bên nấc thang xuống nước. Hiện tại Nguyên Vô Thường đại diện cho Dương Bách Xuyên, hoặc là nói lập trường của vân môn. Nguyên Vô Thường lập tức lên tiếng, các vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề khác. Dương Thánh Chủ đã nói chúng ta sẽ không có bất kỳ trói buộc gì, địa vị của mọi người tương đương cấp bậc trưởng lão của vân môn, bình thường không phải làm gì cả, chỉ khi vân môn có chuyện lớn thì mới cần đến mọi người. Nguyên Vô Thường không hổ là cáo già, tuôn ra một tràng. Có đầu có cuối, mô tả một bức tranh tươi đẹp cho những người này. Dương Bách Xuyên cũng tỏ ý Nguyên Vô Thường không nói dối. Hai người sắm vai một tốt một xấu, sau đó 18 lão già này đều xuống nước, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn lập lời thề thiên đạo quy thuận vân môn tiên cảnh. Tiếp theo, tên họ Dương nào đó đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Vô Thường. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để phá hủy nội tâm kiêu ngạo của mấy lão già này. Đó là bái kiến vân môn đại thánh chủ là hắn. Phải cho bọn họ biết ông chủ là ai đúng không? Nguyên Vô Thường không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này thì chẳng còn gì không tình nguyện nữa. Ông ta cắn răng, quỳ một gối nói, thuộc hạ Nguyên Vô Thường bái kiến thánh chủ. Có Nguyên Vô Thường mở đầu, những người khác cũng đành phải làm theo. Giọng nhỏ nhưng đã bày tỏ thái độ. Thuộc hạ Khoáng Tùy Phong. Thuộc hạ Mộ Mãn Thiên. Thuộc hạ. 18 người đều quỳ một chân bái kiến, miệng hô thánh chủ. Tên họ Dương nào đó cười giả lả, vung tay đỡ mọi người dậy. Hôm nay hắn ép những người này lập lời thề thiên đạo gia nhập vân môn tiên cảnh, tuy biết bọn họ không tình nguyện nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần những người này tiến vào vân môn tiên cảnh thì hắn ắt có biện pháp khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại vân môn tiên cảnh, góp sức cho sự phát triển lớn mạnh của vân môn. Sau đó, tên họ Dương nào đó mới bắt đầu lần lượt hóa giải lực ma hồn trong cơ thể những người này. Có bình càn khôn. Việc hấp thu chút lực ma hồn chỉ là chuyện nhỏ. Không lâu sau, lực ma hồn trong cơ thể mọi người đã được loại bỏ hoàn toàn. Mà cơn giận trong lòng mấy lão già này cũng vơi đi một chút. Dù sao nói một cách chính xác thì bọn họ thoát nạn là nhờ công lao của Dương Bách Xuyên, nói tên họ Dương nào đó là ân nhân của bọn họ cũng không quá đáng. Nghĩ vậy thật ra cũng không giận nữa. Đối với đám tán tu Mộ Mãn Thiên mà nói, quy thuận vân môn tiên cảnh và được hưởng đãi ngộ của địa vị trưởng lão thật ra là một con đường rất tốt tán tu không có chỗ dựa, hành động một mình, như bèo không dễ. Những người như bọn họ biết rõ lợi ích của việc có một tông môn lớn mạnh làm chỗ dựa. Bọn họ bị nhốt trong vô gian cốc cũng là vì theo đuổi con đường tốt hơn, mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên.
nếu có người cung cấp tài nguyên tu luyện thì ai còn đi mạo hiểm đúng không? Nghĩ vậy, đám người Mộ Mãn Thiên càng vui vẻ. 9 người do Khoáng Tùy Phong dẫn đầu cũng nghĩ đến một vấn đề, đó là bọn họ bị nhốt mấy vạn năm, tông môn của mình có còn tồn tại hay không cũng là vấn đề. Cho dù tông môn vẫn tồn tại, bọn họ đã mất tích nhiều năm như vậy, e là cảnh còn người mất, nhưng khả năng cao là tông môn không còn. Nếu đúng là như thế thì thật ra gia nhập Vân Môn tiên cảnh một thế lực nghe chừng không kém hơn bất kỳ một thánh địa nào, trái lại là chuyện tốt đối với bọn họ. Ít nhất là sau khi ra ngoài, bọn họ sẽ có trốn về. Nói thật là đối với bọn họ mà nói, điều kiện mà Dương Bách Xuyên đưa ra rất tốt. Ví dụ như hiện tại, thánh chủ tặng cho mỗi người một quả linh đào chưa linh khí vô cùng tinh khiết. Sau khi ăn linh đào, chân nguyên cạn kiệt trong cơ thể bọn họ lập tức được bổ sung rất nhiều. Đã mấy vạn năm không được nếm hương vị của linh đào, cũng không được có cảm giác chân khí ào ào vận chuyển trong cơ thể, những lão già này đều rưng rưng nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn. Tên họ Dương nào đó nở nụ cười mật ngọt chết ruồi vĩnh viễn không thay đổi. Tiếp theo hắn không có hứng thú nán lại chỗ này nữa. Hiện tại Chu Ma Thiên Trận đã bị phá giải, cả Sơn Cốc trở lại đại thiên thế giới, không còn pháp trận bao phủ, việc tìm người trong Vô Gian Cốc sẽ dễ dàng hơn. Dương Bách Xuyên bảo mọi người chia làm 4 đường, 18 lão già cộng thêm hắn và Nguyên Vô Thường vừa tròn 20 người, chia làm 4 nhóm tản ra khắp Vô Gian Cốc tìm kiếm mấy nữ nhân. Không có trận pháp bao phủ Vô Gian Cốc, tuy vẫn có ma sát ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng lớn tới bọn họ. Sau khi chia thành 4 nhóm, mọi người bay lên cao bắt đầu tìm kiếm. Dương Bách Xuyên dẫn theo 3 người, hắn bay lên không trung, sau đó phóng thần thức che trời lấp đất ra ngoài. Nhưng không phát hiện được gì. Có một số nơi thần thức vẫn không nhìn được, dù sao nơi này cũng là chiến trường tiên ma thời thượng cổ, mặc dù đại trận đã bị phá, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. 4 nhóm người chia nhau ra đi về 4 phía đông, tây, nam, bắc. Dương Bách Xuyên dẫn người đi về phía đông. Hắn tìm đến nơi thần thứ không nhìn thấu, toàn bộ Vô Gian Cốc có một số nơi vẫn bị ma sát che phủ, thần thức không nhìn thấy, mắt thường cũng không. Trong thần thức hắn phát hiện ra tổng cộng có 3 chỗ thần thức không quan sát được. Mấy phút sau hắn dẫn người tới địa điểm đầu tiên. Họ tiến vào trong ma sát tìm kiếm nhưng không thấy ai cả. Có điều họ gặp được một con yêu thú không mạnh lắm, nhưng cũng không yếu, bọn họ giết xong thì đi tiếp. Đã tìm 2 địa điểm liên tiếp mà không có phát hiện gì, hiện tại là địa điểm cuối cùng, nếu vẫn không phát hiện được gì trong này thì Dương Bách Xuyên đành trông cậy vào nhóm Nguyên Vô Thường, Mộ Mãn Thiên, Khoáng Tùy Phong. Tận cùng phía đông của Vô Gian Cốc là một hang đá tràn đầy ma khí. Dương Bách Xuyên dẫn theo 3 lão già tiến vào trong hang đá không chút do dự. Ban đầu tiến vào, cửa hang chỉ cao 5-6 mét. Nhưng đi tiếp 2-3 chục mét thì lại thấy càng lúc càng cao, là một hang đá rất lớn. Có vẻ như trong này chỉ có một con đường, không có lối rẽ. Khi đi được khoảng 100 mét, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hô giết, là tiếng hét của nữ nhân. Điều này khiến cả người hắn chấn động, tim đập điên cuồng. Vô Gian Cốc đã tồn tại vô số năm, không thể nào không có nữ tu sĩ tiến vào, nhưng số người còn sống sót vô cùng ít, hoặc là nói những người có thể sống trong những năm tháng vô tận đó như Mục Mãn Thiên lại càng ít. Nhưng Dương Bách Xuyên biết trong 100 năm qua chỉ có nữ nhân của hắn tới đây, hơn nữa giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, không chỉ có một người, rất có thể là mấy nữ nhân của hắn. Dường như hắn nghe thấy giọng nói của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên lập tức biến mất theo làn gió dưới chân hắn, hướng về phía sâu trong hang động. 3 ông lão vừa mới quy phục phía sau đồng loạt đi theo hắn. Bọn họ biết Dương Bách Xuyên đang tìm nữ nhân của hắn, thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên biến mất, 3 người họ đều biết Dương Bách Xuyên rất để ý nữ nhân của hắn. Dương Bách Xuyên theo tiếng động đi tới một nơi trống trải, hắn trừng mắt, sát khí tỏa ra. Nghiệt xúc, ngươi dám. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, đều là người quen, bao gồm nữ nhân của hắn và tỉ muội nhà họ Lục. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, Bộ Thanh Mai, tỉ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư, cùng với Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc. Lúc này bọn họ đều bị thương, đang chiến đấu với một con yêu thú. Một con yêu thú 9 đầu ghê tởm, Dương Bách Xuyên đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở hung ác của nó. Chính là yêu thú biến dị của Vô Gian Cốc. Khi nhìn 9 cái đầu xấu xí của yêu thú biến dị này, hắn ta có thể cảm nhận được mỗi một cái há mồm đều chứa đầy sát khí nồng đậm,
hơn nữa còn có thuộc tính khác nhau, và nó đang tấn công mấy nữ nhân kia. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lục Phú Thư, Viên Kim Phượng, Ninh Kha, Lâm Hoan đều ngã trên đất, còn lại Lục Tuyết Hy, Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc và Bộ Thanh Mai đang chiến đấu với yêu thú. Khi hắn tới nhìn thấy Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ bị yêu thú làm cho bị thương nặng, còn phun ra hai luồng khí ma sát vào bọn họ. Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, lao lên phía trước gầm lên, phần thiên chi nộ. Lôi đình vạn quân, tử. Dương Bách Xuyên lập tức kích hoạt hai đại thần thông phần thiên và lôi đình thức thứ tư và thứ năm của thập nhị chí tôn. Phần thiên chi nộ đã từng sử dụng qua, trong cơ thể còn có giao long châu phụ trợ, uy lực rõ rệt. Tuy lôi đình vạn quân là lần đầu tiên thi triển, nhưng trong cơ thể hắn có thuộc tính lôi phụ trợ, cũng có sử dụng. Thành tựu lớn nhất trong 200 năm lĩnh hội liên ngẫu phân thân chính là lĩnh hội được hai đại thần thông này. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã lấy được liên ngẫu phân thân, dung hợp với bản thể của chính mình, bây giờ thi triển thần thông chí tôn này, uy lực không thể xem nhẹ. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của mấy người họ, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, lao lên tung ra hai đại thần thông. Ngọn lửa của phần thiên chi nộ bừng lên, một luồng sấm sét thoát ra khỏi cơ thể, cuốn vào trong ngọn lửa. Sát ý ngập trời kết hợp với cơ thể thuần dương áp đảo, hắn xông lên đập mạnh xuống đầu yêu thú. Rắc rắc, lửa, sét, cùng với nắm đấm đồng thời tấn công vào yêu thú. Gừ 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 gừ, yêu thú liên tiếp ăn đau giống lên, tiếng gầm vang vọng khắp hang đá. Dương Bách Xuyên trực tiếp giáng một đòn đánh yêu thú ngã ra đất. Yêu thú biến dị trông có vẻ hung dữ, kỳ thật cùng lắm chỉ là phi thăng cảnh sơ kỳ. Căn bản không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên đang tức giận. Nhưng đối với mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên mà nói, tu vi chênh lệch quá lớn nên rất khó đối phó. Rầm rầm rầm, gừ gừ. Dương Bách Xuyên trực tiếp đấm một quyền vào cơ thể yêu thú, nắm tay chứa đầy chân nguyên giáng xuống cơ thể nó. Bốp bốp bốp, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người yêu thú căn bản không có cơ hội để thở, mới đầu còn kêu la thảm thiết, sau đó từ từ yếu dần đi. Yêu thú biến dị chín đầu xấu xí bị Dương Bách Xuyên đánh đến máu thịt lẫn lộn. Cũng không biết đã đấm bao nhiêu cái, là trăm hay là nghìn, cuối cùng yêu thú bị Dương Bách Xuyên đánh chết, căn bản không có cơ hội sống sót. Đến khi cơ thể to lớn co rúm lại, không còn hơi thở nữa, Dương Bách Xuyên mới dừng tay lại. Xuyên đại ca, tiên sinh, Xuyên tử. Lúc này mấy người Bộ Thanh Mai mới phản ứng lại sau cơn khiếp sợ, ngạc nhiên gọi hắn. Bọn họ vốn tưởng hôm nay lành ít dữ nhiều, không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại có một cường giả đột nhiên lao ra đánh chết yêu thú. Sau khi nhìn rõ người đó, Bộ Thanh Mai hét lên rồi lao về phía Dương Bách Xuyên với đôi mắt đỏ hoe. Lúc nãy Dương Bách Xuyên thấy Triệu Nam ngã trên đất, trong đầu tràn ngập sát ý, chỉ có một suy nghĩ là muốn giết chết con yêu thú này nên có chút mất lý trí. Bây giờ đã đánh chết yêu thú, nghe thấy mấy người Bộ Thanh Mai gọi, hắn mới dần tỉnh táo lại. Sau đó Bộ Thanh Mai lập tức lao vào lòng hắn. Hu hu, Xuyên đại ca, bọn ta cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa, hu hu hu. Bộ Thanh Mai vẫn gọi Dương Bách Xuyên là Xuyên đại ca giống như lúc trước. Lúc này Dương Bách Xuyên mới dần bình tĩnh lại, vừa rồi là lo lắng quá hóa rồ, bây giờ mới phát hiện mọi người đều còn sống, chẳng qua là bị thương nặng nên hôn mê bất tỉnh mà thôi. Không sao rồi Thanh Mai, đừng khóc nữa, ta đã đến rồi. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Dương Bách Xuyên an ủi Bộ Thanh Mai một chút rồi chuẩn bị chữa thương cho mấy nữ nhân kia trước. Chàng mau đi xem mấy tỷ tỷ khác đi, bọn họ đều bị thương rất nặng. Bộ Thanh Mai lau nước mắt nói. Yên tâm đi, có ta ở đây các nàng sẽ không sao đâu. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía Lục Tuyết Hy và Kiều Phúc đang đi tới. Đến rồi à, Lục Tuyết Hy nhìn Dương Bách Xuyên, chỉ nói một câu chào hỏi đơn giản. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy sự rung động trong ba chữ đơn giản đó. Không ai biết mấy năm qua nàng ta phải chịu bao nhiêu áp lực, thân là trưởng lão tu luyện nhập môn cao nhất của Vân Môn, rất nhiều đệ tử của Vân Môn đều do Lục Tuyết Hy chịu trách nhiệm, kể cả việc tu luyện của mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên cũng do nàng ta đích thân hướng dẫn. Cho nên dẫn dắt mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên khiến Lục Tuyết Hy phải chịu áp lực rất lớn, bởi vì nàng ta chính là người có kinh nghiệm tu luyện nhiều nhất. Cũng là người phải chịu áp lực lớn nhất. Đến rồi, Tuyết Hy, nàng, vất vả rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu với Lục Tuyết Hy,
hắn hiểu được áp lực của Lục Tuyết Hy từ ánh mắt và giọng nói run rẩy của nàng ta, nghiêm túc nói một câu vất vả rồi. Nếu nói đến đại công thần trong việc thành lập nền móng cho Vân Môn, thì Dương Bách Xuyên biết Lục Tuyết Hy hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù Dương Bách Xuyên không bày ra tâm tư gì với tỷ muội Lục gia, nhưng trong lòng vẫn luôn rất tâm đầu ý hợp, kể từ khi giao truyền thừa của tổ tiên Lục gia La Phù Đạo Quân cho bọn họ, Lục Tuyết Hy liền tách khỏi cơ thể của muội muội Lục Vũ Thư, hơn nữa còn theo con đường quỷ tu. Dương Bách Xuyên không truyền cho Lục Tuyết Hy công pháp gì, nàng ta có con đường tu luyện riêng của mình, cũng giống như con đường của Kiều Phúc, tỷ muội Ngô Mặc Thu và Bộ Thanh Mai. Cũng có thể thấy, các nàng ấy thật sự có thiên phú, lần này có thể bảo vệ mấy nữ nhân của hắn và những người khác, Dương Bách Xuyên dám khẳng định là nhờ có Lục Tuyết Hy dẫn đầu, hoặc là nhờ các nàng theo con đường quỷ tu. Vô Gian Cốc khắp nơi đều có khí ma sát, sức mạnh này vừa khéo thích hợp với quỷ tu, đều là sức mạnh cực âm, không những không xung đột, ngược lại còn có lợi. Đó cũng là lý do vì sao lúc này Lục Tuyết Hy, Bộ Thanh Mai, Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc không hề có vấn đề gì, còn mấy người Triệu Nam thì lại ngã xuống đất bất tỉnh. Bởi vì bốn người Lục Tuyết Hy và Thanh Mai đều có cơ thể quỷ tu, ở đây có ưu thế về địa lý nên mới có thể đối phó với yêu thú. 300 năm không gặp, bây giờ Lục Tuyết Hy đã có tu vi tương đương với Đại Thừa Hậu Kỳ, Bộ Thanh Mai cũng vậy, chỉ có Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc miễn cưỡng đạt tới Đại Thừa Sơ Kỳ. Dương Bách Xuyên nghĩ đến cơ duyên ở Vô Gian Cốc, nếu không nhờ vậy có lẽ bọn họ sẽ không thể tu luyện được tu vi như bây giờ. Lục Tuyết Hy và Dương Bách Xuyên nhìn nhau, nghe thấy Dương Bách Xuyên nói một câu vất vả rồi, trong lòng nàng ta rung động, mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong lòng lại không thể giữ bình tĩnh, tâm tư của Lục Tuyết Hy dành cho Dương Bách Xuyên vô cùng phức tạp. Có một câu vất vả rồi của Dương Bách Xuyên, nàng ta biết tất cả đều xứng đáng. Đi xem vết thương của mấy người Triệu Nam đi, trong cơ thể có khí ma sát, có chút khó giải quyết, chuyện khác nói sau. Lục Tuyết Hy trung quy vẫn là một người biết làm chủ đại cục. Dương Bách Xuyên gật đầu đi về phía trước. Bái kiến tiên sinh, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ cũng tiến lên hành lễ. A Phúc, Mặc Hạ tỷ, đều là người trong nhà không cần khách khí. Ta đi xem mấy người Nam Nhi đã. Vâng, tiên sinh mau đi đi. Mấy người Nguyên Vô Thường, Mộ Mãn Thiên, Khoáng Tùy Phong đang tụ tập bên ngoài hang động nhỏ giọng thì thầm. Dương Thánh Chủ là người phi phàm, không ngờ các Thánh Chủ phu nhân còn hơn thế nữa. Khoáng Tùy Phong lên tiếng nói. Còn không phải sao, ta cũng không ngờ tới, lúc trước các Thánh Chủ phu nhân bị tổ chức sát thủ U Linh truy lùng, phải trốn vào Vô Gian Cốc, không ngờ đều sống sót, đúng là kỳ tích. Nguyên Vô Thường đồng tình. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong số các Thánh Chủ phu nhân có bốn người theo con đường quỷ tu. Đây là loại tu luyện hiếm gặp trong giới tu luyện, cũng không phải là cách tu luyện của Thánh Địa U Linh Chi Đô. Vừa rồi ta cảm nhận được trên người của vị tên Kiều Phúc kia có sức mạnh trí âm tinh khiết, rất đặc biệt. Bọn họ có thể sống sót trong Vô Gian Cốc không thể không nhờ vào bốn người quỷ tu kia. Mộ Mãn Thiên nói, mấy lão quỷ đều nhỏ giọng bàn luận. Đi thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười. Theo sau là một nhóm nữ nhân. Thuộc hạ tham kiến thánh chủ, tham kiến các vị thánh chủ phu nhân. Sau khi Dương Bách Xuyên và mọi người ra khỏi hang đá, Nguyên Vô Thường tiến lên hành lễ trước. Lục Tuyết Hy nhíu mày nói, tỷ muội bọn ta không phải phu nhân của hắn. Đúng, ta và tỷ tỷ không phải. Lục Phú Thư nói chuyện vẫn ngây thơ như trước, vô cùng đáng yêu. Ngô Mặc Hạ cũng xấu hổ nói, ta là quản sự của Dương gia. Tham kiến các vị, ta là Kiều Phúc, là đại tổng quản của chủ nhân nhà ta. Kiều Phúc lấy thân phận đại tổng quản chào mấy người Nguyên Vô Thường. Còn những người khác đều là nữ nhân của Dương Bách Xuyên. Triệu Nam là chính cung, lúc nãy trong hang đá được Dương Bách Xuyên cứu tỉnh, mấy người phụ nữ khác không khỏi khóc một trận. Bọn họ đã cùng Dương Bách Xuyên trải qua cay đắng với nhau, cũng từ miệng Dương Bách Xuyên biết được rằng những người này đều được hắn thu phục quy thuận Vân Môn. Địa vị sau này ở Vân Môn tiên cảnh đều là cấp bậc trưởng lão. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn nói, sau khi những lão quỷ này rời khỏi đây, tu luyện thêm vài chục năm nữa, tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ Vân Môn. Bọn họ đều là lão quái vật đã sống mấy vạn năm, kinh nghiệm tu luyện phong phú, sẽ trở thành nền tảng của Vân Môn lớn mạnh, cần phải đối đãi tốt. Triệu Nam là chính cung, đại diện cho hàng ngàn nữ nhân khác lên tiếng, tuy là phu nhân của Dương Đại Thánh chủ Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không dám thất lễ trước mặt các lão quái vật này.
trong số bọn họ chỉ có 4 người Lục Tuyết Hy, Bộ Thanh Mai, Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc tu luyện quỷ đạo, sau khi vào vô gian cốc liền có cơ hội tu luyện thần tốc, đạt tới cấp bậc đại thừa, còn tu vi của nàng ấy và Độc Cô Vô Tình không cao, còn chưa tới độ kiếp. Mà mấy người Nguyên Vô Thường dù là xét tu vi hay là thời gian tu luyện đều xứng đáng là tiền bối của bọn họ, vì vậy Triệu Nam thân là chính cung, biết đại cục, tiến lên đáp lễ nói, chư vị trưởng lão khách khí rồi, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn. Hành động này đã chiếm được hảo cảm vô hạn từ Khoáng Tùy Phong và mấy tên lão quái vật khác. Sau khi hai bên chào hỏi làm quen nhau, Dương Bách Xuyên xua tay, ra lệnh rời khỏi đây, trở về núi Vân Lôi. Lần này có thể tìm thấy bọn họ, không thiếu một người, khiến cho tảng đá treo trong lòng Dương Bách Xuyên bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống. Sau khi mấy người Triệu Nam tỉnh lại đã kể lại chuyện mà các nàng ấy gặp phải. Đúng như hắn đoán, năm đó sau khi các nàng ấy từ Vân Môn ở Sơn Hải giới đến Tu Chân giới đã bị Thái Huyền Tông truy đuổi, nhưng họ đều có pháp khí mà Dương Bách Xuyên cho, mạnh hơn tu sĩ bình thường, hơn nữa còn có Lục Tuyết Hy và các đệ tử khác của Vân Môn liều chết bảo vệ, nên đã thoát khỏi sự truy đuổi của Thái Huyền Tông. Sau đó trải qua nhiều biến cố, lại bị sát thủ của U Linh Chi Đô nhìn chúng, bọn họ gia nhập tổ chức sát thủ U Linh, mấy người Lục Tuyết Hy sao có thể đồng ý, kết quả bị đuổi giết phải trốn vào vô gian cốc. Sau khi tiến vào vô gian cốc, Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoa, Ninh Kha, Viên Kim Phượng và Lục Vũ Thư mới bị khí ma sát ảnh hưởng. Tuy nhiên sự hiện diện của Bộ Thanh Mai, Lục Tuyết Hy, Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc ngược lại trở thành chìa khóa cho sự sống sót của bọn họ. Sau khi 4 người thích với hoàn cảnh ở đó, thể chất quỷ tu đặc biệt của 4 người nhạy cảm với khí ma sát, thoát khỏi các trận pháp, nhưng lại gặp phải sinh vật biến dị của vô gian cốc. Cuối cùng trong lúc trốn tránh tránh đã tìm thấy hang đá, phát hiện sinh linh không dám đến gần nơi này, bọn họ liền trốn vào trong. Nhưng không ngờ bên trong hang đá có một yêu thú 9 đầu tồn tại, cho nên sinh linh khác mới không dám tới gần để tấn công họ. Nhưng may mắn thay, yêu thú 9 đầu vẫn luôn ngủ say, hơn nữa chỗ của yêu thú 9 đầu cũng đã được bố trí trận pháp, cho dù tỉnh lại cũng sẽ không tấn công bọn họ. Cứ như vậy. Trong hang đá có sức mạnh âm sát mạnh gấp trăm lần so với bên ngoài, bọn họ coi như dàn xếp ổn thỏa, dù sao cũng không thể ra ngoài, cứ trốn trước đã rồi tính sau. Theo ý của Lục Tuyết Hy, nàng ta cùng với 3 người Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ, Bộ Thanh Mai hấp thụ sức mạnh âm sát để tu luyện, đợi tu vi mạnh lên rồi lại tìm đường ra ngoài. Tu luyện một lần hết trăm năm, cuối cùng đạt được tu vi như hiện tại. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra ngoài, tất cả trận pháp trong sơn cốc đột nhiên biến mất, trận pháp của yêu thú 9 đầu cũng tan biến, yêu thú 9 đầu tỉnh lại, bắt đầu công kích bọn họ. Sau đó, Dương Bách Xuyên đã đến. Dương Bách Xuyên nghe vậy cũng kinh hãi, hắn biết trận pháp biến mất là vì hắn đã phá vỡ trung tâm trận pháp, hủy độc phong. Nếu hắn đến muộn thêm chút nữa, e là bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may mà đều đã qua, thành công tìm được mọi người. Tính đến hiện giờ thì đã tìm được hầu hết người ở Vân Môn, đáng tiếc vẫn chưa tìm được huynh đệ Lưu Kỳ Tích và muội muội Dương San San. Nhưng Dương Bách Xuyên đã phái Tử Hoàng cùng với các đại yêu tìm kiếm khắp nơi trong tu chân giới, tin rằng sẽ sớm có tin tức. Sau khi ra lệnh, hắn dẫn theo mấy nữ nhân và 19 lão quái vật trở về núi Vân Lôi. Một ngày sau đến thành Lâm Nhai, chuẩn bị sử dụng truyền tống trận thì gặp được Chuột Vương dẫn theo hơn 1.000 đại yêu đến chi viện cho Dương Bách Xuyên. Thuộc hạ tham kiến Thánh Chủ, Chuột Vương thấy Dương Bách Xuyên bình an vô sự, còn dẫn theo một nhóm người phía sau liền biết Dương Bách Xuyên đã thành công tìm thấy các vị Thánh Chủ phu nhân. Đứng dậy đi, Vân Môn tiên cảnh có chuyện gì sao, Tử Hoàng có tin tức gì chưa? Dương Bách Xuyên hỏi Chuột Vương. Hồi bẩm Thánh Chủ. Thuộc hạ sắp xếp xong người của Lôi gia liền vội vàng chạy tới thành Lâm giới, vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bà cố nội, có lẽ là tạm thời chưa có tin tức. Mọi chuyện ở Vân Môn tiên cảnh đều ổn cả, Chuột Vương cung kính trả lời. Tu chân giới có xảy ra chuyện gì không? Dương Bách Xuyên hỏi tiếp. Chuột Vương đáp, có, 7 ngày trước có 9 món tiên khí không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ở các nơi trong tu chân giới. Bây giờ chúng phân tán ở 9 nơi trong tu chân giới. Cả tu chân giới đều chấn động, đang tranh giành tiên khí. Dương Bách Xuyên cười, hắn biết 9 món tiên khí đó chính là 9 món tiên khí chấn ma đã bay ra sau khi phá hắn hủy độc phong. Thánh chủ, Vân Môn tiên cảnh ta có cần phái người đi tranh đoạt tiên khí không? Chuột Vương hai mắt sáng ngời hỏi.
Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, tiên khí có linh, tự lựa chọn chủ nhân của nó, không thể ép buộc được, chúng ta trở về trước đi. Hắn đương nhiên cũng muốn tiên khí, cho dù không cần cũng không thể cho người khác dùng, mấu chốt là 9 món tiên khí đó đã bay ra khỏi tay hắn, không còn sót lại món nào, điều này khiến Dương Bách Xuyên biết rằng hắn và tiên khí vô duyên. Không thể cưỡng cầu. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên dẫn mọi người về tới Vân Môn Tiên Cảnh, núi Vân Lôi. Vừa về đến nơi đã nhận được tin tốt, đã tìm thấy bạn tốt của hắn là Chiêm Khánh Nhân. Chẳng qua theo lời BD nói, Chiêm Khánh Nhân đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả trước kia. Mặc dù BD đã nói với hắn ta chuyện của Dương Bách Xuyên và Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng Chiêm Khánh Nhân lại nói tạm thời không có chuyện gì lớn, hắn ta muốn trải nghiệm tu chân giới, sau đó mới quay về Vân Môn Tiên Cảnh gặp Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên truyền tin bảo BD tôn trọng ý nguyện của Chiêm Khánh Nhân. Hắn biết Chiêm Khánh Nhân là một người cực kỳ kiêu ngạo, không thua kém gì hắn. Cũng là một người có tài, có lẽ đối với Chiêm Khánh Nhân mà nói, hắn ta có con đường riêng phải đi. Chịu khổ bên ngoài chưa hẳn là chuyện xấu. Dương Bách Xuyên rất rõ tài năng của Chiêm Khánh Nhân, chỉ cần hắn ta có thể vững bước trên con đường của mình, tương lai e là sẽ không kém gì hắn. Ngoài ra cũng có tin tức về Liễu Phàm Tiểu Hòa Thượng và Gia Cát Huynh Đệ là cố nhân lúc trước cùng trải qua hoạn nạn với hắn, là Khổng Tước tìm được họ, mấy ngày nữa sẽ đưa về Vân Môn Tiên Cảnh. Ngoài ra còn có một số người ở trái đất theo hắn tiến vào Sơn Hải rơi gia nhập Vân Môn, nghe thấy tên Dương Bách Xuyên và Vân Môn Tiên Cảnh cũng lần lượt tìm đến. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, thời gian tiếp theo hầu như luôn có đệ tử của Vân Môn ở Sơn Hải giới tìm tới. Tất cả người quen đều lần lượt hội tụ tại Vân Môn Tiên Cảnh. Trong suốt nửa năm sau đó Dương Bách Xuyên đều ở Vân Môn Tiên Cảnh với mấy nữ nhân của hắn, thời gian trôi qua vô cùng tiêu sái, nhưng hắn vẫn còn việc phải làm, cũng không nhàn rỗi, thậm chí còn phái thêm người tìm Lưu Kỳ Thích và Dương San San. Nửa năm sau, một tin tức truyền đến khiến Dương Bách Xuyên không thể ngồi yên được nữa, cuối cùng cũng có tin tức của Lưu Kỳ Thích và Dương San San. Tử Hoàng truyền tin tức tới nói đã tìm thấy Lưu Tích Kỳ và Dương San San ở địa bàn của U Linh Chi Đô, nhưng lại bị người ta bao vây tấn công, bọn họ cần chi viện. Sau khi tìm hiểu tình hình, Dương Bách Xuyên mới biết chỗ Lưu Tích Kỳ và muội muội Dương San San xuất hiện là địa bàn của U Linh Chi Đô, hơn nữa cũng đã tới gần vùng biên giới man hoang. Hiện giờ, bọn họ vẫn chưa rõ thế lực bao vây tấn công Lưu Tích Kỳ và Dương San San, nhưng lại chắc chắn là cao thủ bậc nhất, khiến Tử Hoàng cũng khó đối phó. Dương Bách Xuyên biết chuyện này có thể hơi hóc búa, thực lực của Tử Hoàng hoàn toàn xứng đáng là người xếp thứ nhất trong số đại yêu, hơn nữa nàng ta còn dẫn người theo. Đối thủ có thể ép Tử Hoàng tới mức xin viện trợ, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ. Dương Bách Xuyên lập tức ra lệnh cho Khổng Tước và Thanh Ngưu đi chi viện, hắn cũng nhanh chóng dẫn theo người xuất phát đến đó. Bây giờ, người cũ của Vân Môn chỉ còn thiếu mấy người Lưu Tích Kỳ và Dương San San là có thể gom đủ, không thể xảy ra sai sót vào giây phút quan trọng này. Lần này ra ngoài, Dương Bách Xuyên dẫn theo Ngé Con, Chồn Nhỏ, Chuột Vương và Lôi Lão Hổ, tất nhiên Lôi Lão Hổ là chủ động xin đi giết địch. Sau khi Lôi Lão Hổ dẫn cả tộc đến Vân Môn, vốn muốn rời đi Vân Du khắp nơi, kết quả lại phát hiện Vân Môn có rừng ngộ đạo và điện thành tiên. Điều này đã thu hút Lôi Lão Hổ, ông ta biết kiếm được món hời lớn rồi. Dương Bách Xuyên nể mặt con rể Lý Đại Nghị của ông ta, nên mở cửa chỗ quan trọng nhất của Vân Môn Tiên Cảnh cho ông ta, điều này khiến Lôi Lão Hổ rất cảm kích. Ông ta không phải một người thích nợ ân huệ, sau khi nhận được lợi ích không nhỏ ở Điện Thành Tiên và rừng ngộ đạo, ông ta cũng đồng ý với Dương Bách Xuyên trở thành trưởng lão của Vân Môn Tiên Cảnh. Nhưng mãi đến nay ông ta vẫn chưa lập được công lao gì, trong lòng thấy rất áy náy. Hơn nữa ông ta còn có ý đồ riêng, muốn đệ tử môn nhân khác của Lôi gia cũng có thể vào Điện Thành Thiên và rừng ngộ đạo của Vân Môn Tiên Cảnh. Nếu đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh không có công lao gì, thì không phải muốn vào là có thể vào hai nơi này, vậy nên Lôi Lão Hổ mới muốn lập công. Lần này, ông ta chủ động xin đi theo Dương Bách Xuyên ra ngoài cứu vợ chồng Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên vui vẻ tiếp nhận. Hành động của Lôi Lão Hổ chính là tấm gương cho người khác của Vân Môn, để bọn họ đều thấy được trên đời không thể có chuyện ăn không ngồi rồi, bất cứ chuyện gì cũng cần phải có đóng góp mới nhận được lợi ích, kể cả ở Vân Môn Tiên Cảnh. Điều này rất có lợi cho sự phát triển của Vân Môn Tiên Cảnh, nên hắn vui vẻ dẫn Lôi Lão Hổ theo. Trước khi đi, không ngờ 19 lão già thoát khỏi vô gian cốc như Mộ Mãn Thiên,
Nguyên Vô Thường, Khang Tùy Phong về cũng tìm Dương Bách Xuyên, chủ động xin đi giết địch. Lý do là bọn họ đã gia nhập vân môn tiên cảnh, hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão, thì không thể không làm gì, phải tạo dựng sự nghiệp cho vân môn tiên cảnh. 19 người bọn họ cũng muốn đi cùng. Trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu rõ yêu cầu của đám người Khang Tùy Phong, hắn vui vẻ đồng ý. Mặc dù lúc gia nhập vân môn tiên cảnh là do hắn uy hiếp những lão già này, nhưng nói cho cùng vẫn là gia nhập vân môn tiên cảnh rồi. Chỉ là Dương Bách Xuyên cố ý không mở cửa điện thành tiên và rừng ngộ đạo cho bọn họ, chính là đợi ngày hôm nay. Hắn đã dự đoán trước cảnh những người này đến tìm hắn, đây là chuyện sớm muộn. Bởi vì điện thành tiên và rừng ngộ đạo của vân môn tiên cảnh là thủ đoạn tiên nhân thực sự, những tên này đều là cáo giả sống mấy vạn năm, ánh mắt rất sắc bén. Bọn họ đến vân môn tiên cảnh hơn nửa năm, tất nhiên đã biết đến điện thành tiên và rừng ngộ đạo qua lời của đệ tử vân môn, càng hiểu được hai nơi này là tồn tại gì. Tu vi muốn tăng thêm một bậc thì nhất định phải đến rừng ngộ đạo và điện thành tiên của vân môn tiên cảnh, thử hỏi tu sĩ trên thế gian có ai không muốn phi thăng thành tiên. Điện thành tiên và rừng ngộ đạo chính là bước ngoặt để thành tiên. Nhưng Dương Mỗ không mở cửa hai nơi quan trọng này cho những người mới gia nhập vân môn tiên cảnh như bọn họ. Ở vân môn tiên cảnh hơn nửa năm, tu vi của bọn họ quả thật đều tiến triển cực nhanh dưới linh khí trời đất dày đặc của vân môn tiên cảnh và sự trợ giúp của đan dược mà Dương Bách Xuyên ban tặng. Hơn nữa, bị nhốt ở vô gian cốc mấy vạn năm đủ để bọn họ tu luyện tâm cảnh, ai cũng đều đạt đến đỉnh phong. Người tu vi yếu nhất cũng bước vào phi thăng cảnh rồi, nhưng vẫn cách phi thăng tiên giới một bước, cho nên điện thành tiên và rừng ngộ đạo chính là bước ngoặt đối với bọn họ. Bọn họ muốn vào trong, có điều vừa gia nhập vân môn tiên cảnh, chưa lập được bất cứ công lao gì đã được hưởng thụ tài nguyên đan dược của vân môn, nếu bọn họ còn mặt dày đi xin Dương Bách Xuyên cho bọn họ vào điện thành tiên và rừng ngộ đạo, có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ nể mặt cho bọn họ vào trong, nhưng mà bản thân bọn họ đều thấy ngại. Bây giờ nghe nói Dương Bách Xuyên muốn ra ngoài, vì có người bao vây tấn công đệ tử vân môn, đám người Khang Tùy Phong biết cơ hội đã đến. Đúng lúc bọn họ có thể ra ngoài với Dương Bách Xuyên để tạo dựng sự nghiệp, đến lúc đó đương nhiên hắn sẽ để bọn họ tiến vào điện thành tiên và rừng ngộ đạo của vân môn tiên cảnh. Hơn nữa lần này ra ngoài, Dương Bách Xuyên còn dẫn theo trăm đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc đại thừa cảnh, nếu cộng thêm đám người bọn họ thì có đến khoảng 130 phi thăng cảnh. Nghe nói, Dương Bách Xuyên còn ra lệnh cho cao thủ đại yêu giải rác ở tu chân giới đến đó trước. Lực lượng khổng lồ như vậy hoàn toàn dư sức san bằng một thánh địa, đám người Khang Tùy Phong biết bọn họ đi theo cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hoàn toàn chỉ là đi lấy tiếng. Lúc này không đi mới là kẻ ngốc. Cả đám đều là người có kinh nghiệm, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dương Mỗ lại rất tán thưởng hành vi của đám người Khang Tùy Phong. Hắn hy vọng sau này vân môn tiên cảnh có thể tạo thành nếp sống cạnh tranh này, như vậy vân môn tiên cảnh mới có thể phát triển, đứng vững hơn ở tu chân giới. Tin tức lần này Tử Hoàng truyền tới là ở U Linh Chi Đô, lúc xuất phát, trong lòng Dương Bách Xuyên đã có tính toán, nếu như lần này có thể tiêu diệt cả U Linh Chi Đô, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. Tổ chức sát thủ U Linh là lực lượng được thánh địa U Linh Chi Đô chống đỡ phía sau, tiếng xấu vang xa, các thế lực lớn của tu chân giới đều biết rõ. Nhưng mà lại không có chứng cứ. Nhưng điều đó không quan trọng với Dương Bách Xuyên, chuyện này là do chính miệng lão đầu nói với hắn. Hơn nữa, sát thủ U Linh từng đuổi giết mấy nữ nhân của hắn, ép bọn họ phải tiến vào vô gian cốc cửu tử nhất sinh, bây giờ Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi tính món nợ này. Năm đó hắn cũng từng đồng ý với lão đầu sẽ san bằng tổ chức sát thủ U Linh và U Linh Chi Đô, lúc trước không có thực lực và thế lực, bây giờ coi như đã gom đủ rồi. Cộng thêm tin tức Tử Hoàng truyền tới, có khi chính là tổ chức sát thủ U Linh đang vây chặn Lưu Thích Kỳ và Dương San San, cho nên lần này Dương Bách Xuyên phải ra tay tàn nhẫn thôi. Theo tin tức của Tử Hoàng, Lưu Thích Kỳ và Dương San San mở một thương hội ở biên giới Man Hoang, mấy ngày trước thương hội có được một chí bảo gì đó, cho nên mới bị người đuổi giết cướp đoạt. Nếu Tử Hoàng không tìm thấy nhóm Lưu Thích Kỳ, vậy chắc bọn họ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù bây giờ vẫn chưa chắc chắn là kẻ nào đuổi giết Lưu Thích Kỳ và Dương San San, nhưng chuyện xảy ra ở địa bàn của U Linh Chi Đô, theo Dương Bách Xuyên thì sát thủ U Linh hoặc U Linh Chi Đô đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Dù không có liên quan, thì vẫn đúng lúc để Dương Bách Xuyên mượn cớ san bằng sát thủ U Linh và thánh địa U Linh Chi Đô đứng phía sau. Hắn cũng cho chuột vương đi nghe ngóng địa điểm của U Linh Chi Đô rồi,
lần điểm binh này chính là để tiêu diệt U Linh Chi Đô. Theo Dương Bách Xuyên, không trừ khử thánh địa này thì hắn không thể yên lòng. Lúc xuất phát, Dương Bách Xuyên gióng trống khua chiêng tung ra tin tức, nói sẽ đi cứu muội muội Dương San San bị U Linh Chi Đô bắt nạt. Hắn là muốn chặn miệng của thánh địa khác. Nhưng bây giờ hắn không cảm thấy còn có thánh địa nào dám tới gây phiền phức cho hắn. Mỗi ngày, đệ tử đại yêu của Vân Môn Tiên Cảnh đều đang trưởng thành, nói không khách sáo là cao thủ phi thăng cảnh đã vượt qua tất cả thánh địa. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở biên giới tinh cương U Linh tiếp giáp dãy núi địa giới Man Hoang, dãy núi Hỏa Vân. Tử Hoàng đưa tin đến đây rồi mất tung tích, đối mặt với dãy núi Hỏa Vân mênh mông được coi là địa giới của Man Hoang, Dương Bách Xuyên vung tay, ra lệnh với thủ hạ đại yêu, tìm nhóm Tử Hoàng, cho dù lật tung dãy núi Hỏa Vân cũng phải tìm cho ra. Trong số hàng vạn đại yêu tất nhiên sẽ không thiếu phi cầm, từng phi cầm biến thành bản thể bay vào dãy núi Hỏa Vân. Chuột Vương, có thuộc hạ, bao lâu nữa nhóm khổng tước mới đến nơi? Trong một ngày chắc có thể đến dãy núi Hỏa Vân. Truyền tin bảo nhóm khổng tước tăng tốc độ, dãy núi Hỏa Vân này rộng như vậy, vẫn cần khổng tước dẫn dắt đại quân phi cầm. Vâng, dãy núi Hỏa Vân nằm ở vùng tiếp giáp giữa tinh cương U Linh và Man Hoang, khu vực vô cùng rộng lớn, cũng rất quỷ dị. Dương Bách Xuyên lòng nóng như lửa đốt, Tử Hoàng bảo vệ Lưu Tích Kỳ và Dương San San chạy trốn vào dãy núi Hỏa Vân, sau đó đã mất dấu vết. Hắn thật sự rất lo bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Gần Man Hoang có rất nhiều nơi kỳ lạ, một số nơi ngay cả thần thức cũng không thể phát hiện được, Dương Bách Xuyên chỉ có thể huy động mọi người đi tìm. Biện pháp này nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng lại hiệu quả nhất vào lúc này. Đồng thời chờ đến khi đội quân của Khổng Tước chỉ huy đến, việc tìm kiếm trên trời sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm thấy bọn họ, Tử Hoàng còn đi cùng Lưu Thích Kỳ và Dương San San, có thể sẽ gặp một số rắc rối, nhưng Dương Bách Xuyên cũng tin tưởng thủ đoạn của Tử Hoàng, muốn giết nàng ta cũng không dễ dàng, ít nhất có thể bảo đảm an toàn của Lưu Thích Kỳ và muội muội Dương San San. Dương Bách Xuyên tin rằng vẫn còn thời gian. Hơn vạn đại yêu và cường giả phi thăng cảnh bay vào dãy núi Hỏa Vân, bắt đầu tìm kiếm. Nửa ngày sau, Khổng Tước và Thanh Ngưu cũng lần lượt đến, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm. Có một đội ngũ khổng lồ tìm kiếm ở mọi ngóc ngách, ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên lập tức nhận được tin tức. Khổng Tước báo rằng đã tìm thấy Tử Hoàng. Dương Bách Xuyên vội vàng bảo Khổng Tước dẫn đường. 8.000 dặm về phía nam dãy núi Hỏa Vân, có một sơn cốc nhỏ ở đây. Khi ấy, Tử Hoàng biến thành bản thể cao mấy chục trượng, toàn thân tỏa ra sắc tím chói sáng, như thể một chiến thần yêu tộc, lấy bản thể đồ sộ đứng ở cửa sơn cốc ngăn chặn vạn quân địch, đối diện với móng vuốt sắc bén chính là thần binh lợi khí, vung vẩy xuất kích, không hề có ý chùn bước. Ngay khoảnh khắc này, phía sau Tử Hoàng vẫn còn hai nhân tộc đang nép mình, một nam một nữ. Chính là cặp phu thê huynh đệ tốt của Dương Bách Xuyên là Lưu Tích Kỳ và muội muội hắn là Dương San San. Lúc này, Lưu Tích Kỳ đau lòng ôm thê tử của mình là Dương San San trong vòng tay, nói với giọng run rẩy, "San San cố lên, Tử Hoàng đã đưa tin cho Xuyên tử, hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Lưu Tích Kỳ đỏ mắt, mặt đầy râu ria xồm xoàm, trong lòng hắn ta hận không có tu vi cường đại, mới khiến thê tử hắn ta bị thương nặng như vậy. Đan điền của Dương San San trong ngực gần như sắp vỡ nát, là kết quả của một kích không chút lưu tình hạ xuống người nàng. Hừm, ta tin tưởng sư huynh chắc chắn sẽ đến, chàng. Đừng lo lắng, khụ khụ. Sắc mặt Dương San San tái nhợt, vừa ho vừa nói, khóe miệng rướm máu. Tất cả đều là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Lưu Thích Kỳ tự trách. Kể từ khi vào Sơn Hải giới, hai vợ chồng họ đã không có lấy một ngày yên ổn. Họ cùng những người Vân Môn còn lại ở Sơn Hải giới đi đến tu chân giới, ai biết vừa đến đã bị Thái Huyền Tông chặn giết, nhưng cũng may bọn họ liều mạng trốn thoát. Nhưng cũng từ đó, hắn ta sống kiếp lang thang phiêu bạt ở tu chân giới, các đệ tử Vân Môn mà hắn mang theo người chết người lạc, cuối cùng lại lưu lạc đến Man Hoang. May mắn thay, trong những ngày khó khăn, cả hai vợ chồng đều không rời bỏ nhau. Cuối cùng, Lưu Tích Kỳ dựa vào bản lĩnh của mình để bắt đầu lại từ đầu ở vùng đất biên giới Man Hoang cằn cỗi này, sau hơn 200 năm, hắn ta đã thành lập ra thương hội Vân Kỳ ở tu chân giới, cuối cùng trở thành một thương hội có chút danh tiếng ở vùng biên giới Mãn Hoang Tinh Cương U Linh. Nhưng hai vợ chồng bọn họ không có sự hậu thuẫn của tông môn, cũng không có thực lực cường đại, vì vậy cuối cùng bọn họ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
ỷ mạnh hiếp yếu chính xác là bốn từ diễn ra nham nhảm ở tu chân giới, đặc biệt là ở vùng biên giới man hoang, lúc đầu đối phương cũng chỉ thu chút phí bảo kê mà thôi. Lưu Tích Kỳ biết thương hội muốn tồn tại ở bất cứ nơi nào cũng cần phí bảo kê, đành vậy thôi, hắn ta giao tiền. Ai bảo hắn ta không có thực lực cũng không có tông môn hậu thuẫn. Nhưng ai biết sau đó đối phương ngày càng quá đáng, yêu cầu ngày càng nhiều hơn, nhưng... Lưu Tích Kỳ nhịn, nghĩ rằng kiếm được ít hơn thì ít hơn thôi, chỉ cần trừ lại chút tài nguyên đủ để vận chuyển thương hội và tu luyện thường ngày của hai vợ chồng trẻ bọn hắn là được. Dù sao ở vùng biên giới man hoang, cộng với việc cũng không quen thuộc cuộc sống nơi đây, Dương Bách Xuyên cũng không có tin tức gì, hai người bọn họ đã vô tình chạy quá xa. Hoàn toàn lạ lẫm khi phải đối mặt với tu chân giới rộng lớn, cũng không biết sau khi rời khỏi man hoang thì phải đi đâu về đâu nữa. Và lại, hắn ta đã thành lập thương hội Vân Kỳ ở tu chân giới, hơn nữa còn kết giao được nhiều bằng hữu trong lúc sinh tử hoạn nạn, nếu rời đi, hắn ta sẽ không thể bàn giao với bạn bè xung quanh. Hắn có thể nhịn thì sẽ cố mà nhịn, trong lòng suy nghĩ có lẽ nên phát triển thương hội Vân Kỳ trước, chờ ngày nào đó tìm được Dương Bách Xuyên sẽ rời đi. Nhưng ai biết rằng mọi thứ đã thay đổi ngay từ nửa năm trước. Lưu Tích Kỳ có tài năng kinh doanh hơn người, ở vùng đất biên giới man hoang, hắn ta đã khiến thương hội Vân Kỳ nho nhỏ phát triển hơn nhiều, tạo được danh tiếng tốt, một số tán tu cường đại cũng sẵn sàng tìm đến thương hội Vân Kỳ để buôn bán. Danh tiếng tốt, làm việc công bằng và công đạo, đường đi cũng sẽ rộng mở, có thể nói hắn ta đã mang thương hội Vân Kỳ đến đỉnh cao ở vùng biên giới man hoang. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, tai họa cũng theo gió mà đến, hơn nửa năm trước, tại buổi đấu giá của Thương hội Vân Kỳ, hắn ta đã nhận được một thanh đại đao, là một thanh tiên khí từ trên trời giáng xuống do một tán tu có tu vi nhỏ yếu vô tình có được. Tán tu kia biết mình không thể sử dụng loại tiên khí này, cho nên mới giao cho Lưu Tích Kỳ bán đấu giá. Mà Lưu Tích Kỳ có chút hiểu biết từ khi đi theo Dương Bách Xuyên, hắn ta không xa lạ gì với tiên khí, hắn ta nghĩ sẽ tự mình mua thanh tiên khí này. Có thể coi như là đang nâng cao thực lực của bản thân, tu vi của hắn và Dương San San quá thấp, đến tu chân giới đã 2-300 năm khó khăn lắm mới tu luyện đến độ kiếp, đây cũng là bởi vì hắn ta có đầu óc kinh doanh nhạy bén, mở thương hội Vân Kỳ để kiếm tài nguyên tu luyện. Lưu Tích Kỳ thậm chí còn nghĩ đến nhược điểm của bản thân và vợ, nghĩ rằng nếu có một thanh tiên khí trong tay, dùng nó làm vũ khí thì quả là tốt vô cùng. Để mua được thanh tiên khí từ tay tên tu sĩ kia, hắn ta đã gần như táng ra bại sản. Nhưng kết quả là, tai họa cũng đến theo. Cũng có người để mắt đến thanh tiên khí của tên tán tu kia, cũng không biết một tháng trước lấy tin tức từ đâu, cho nên trực tiếp đến tìm hắn ta yêu cầu. Đám người chính là đám người luôn thu phí bảo kê của hắn ta, đúng như tục ngữ đã nói, tượng đất còn có ba phần lửa, hắn ta luôn bị những người này thu phí bảo kê, Lưu Tích Kỳ đã chán ngấy, suýt nữa phá sản mới mua được thanh tiên khí này. Bọn họ nói muốn liền muốn, cho dù thực lực của các ngươi mạnh thì sao? Lưu Tích Kỳ vì để luyện hóa tiên khí, lần này cũng không thỏa hiệp, bởi vì hắn có hỏa khí cũng có lực lượng. Lần này hắn không thỏa hiệp, bởi vì một trong những người này đã chạm vào vảy ngược của hắn. Nhớ lại tình cảnh của ngày hôm đó, lúc ấy, thế lực của bá chủ man hoang vẫn luôn tồn tại, được gọi là thế lực số 1 ở tinh cương U Linh, trực tiếp tìm đến tiên khí mà hắn ta muốn. Ngày đó có ba tên tu sĩ đại thừa, mà người dẫn đầu là một thanh niên, dùng tư thái ngạo mạn cường thế đến mua, ra giá 10 viên linh thạch để đổi lấy tiên khí mà hắn ta phải táng ra bại sản mới có được. Đây rõ ràng là cường thủ hảo đoạt, chuyện này khiến Lưu Tích Kỳ tức giận, đương nhiên, nguyên nhân cuối cùng khiến hắn động thủ là vì tên thanh niên kia dòm ngó nhan sắc của thê tử hắn ta là Dương San San. Đây mới là lý do thực sự khiến Lưu Tích Kỳ động thủ. Ngày hôm đó, Lưu Tích Kỳ dùng thanh tiên khí kia giết chết ba tên cao thủ đại thừa bên kia, mới biết được tên thanh niên kia là cháu trai của thánh chủ thánh địa U Linh Chi Đô. Kỳ thật là Lưu Tích Kỳ không biết nhiều về một số thế lực trong tu chân giới sau khi bị lưu lạc ở vùng man hoang, nhưng U Linh Chi Đô lại như sấm rền bên tai, bởi lẽ U Linh Chi Đô là thế lực đệ nhất ở biên giới man hoang. Hắn ta biết lần này mình đâm trúng tổ ong vò vẽ, không thể chạy, vì vậy hắn ta giải tán thương hội Vân Kỳ rồi bắt đầu chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp đi, đã có mấy tên mặc áo choàng đen nhìn như U Linh đuổi giết tới. Toàn bộ người của Thương hội Vân Kỳ bị giết. Hắn ta dùng thanh tiên khí cùng thê tử Dương San San chiến đấu đến cùng, nhưng trước mặt người tên áo đen thực lực cường đại, cho dù hắn ta cầm tiên khí cũng chỉ là chó cùng rứt dậu,
thê tử hắn Dương San San hôm đó bị một người áo đen đánh trọng thương, đan điền của nàng cũng suýt thì vỡ nát. Vốn dĩ Lưu Tích Kỳ còn tưởng rằng con đường tu luyện của hai vợ chồng đã kết thúc, nhưng ai biết rằng vào thời khắc mấu chốt, một yêu tu cực kỳ mạnh mẽ đã xuất hiện, tên gọi Tử Hoàng, chính là người được Dương Bách Xuyên phái đi tìm vợ chồng bọn họ. Tử Hoàng mang theo mấy trăm đại yêu cứu được vợ chồng hai người, nhưng vừa được cứu vớt, biến cố lại xuất hiện. Bọn họ còn chưa đi xa, đã bị hơn 20 người bộ dạng đáng sợ hơn chặn lại, trong số đó có một người áo đen, nghe Tử Hoàng nói đó là sát thủ vương của tổ chức sát thủ U Linh ở tu chân giới, Tử Hoàng rất khó ngăn cản hắn, hơn 20 người xung quanh hắn đều là cường giả. Tử Hoàng vừa chém giết vừa dẫn đầu đám đại yêu, lại mang theo hai vợ chồng bọn họ chạy trốn, cuối cùng bị bao vây ở sơn cốc này. Lưu Thích Kỳ cũng nhận thấy được Tử Hoàng cũng mệt mỏi khi phải đối phó với tên sát thủ vương kia, nhưng nếu không phải do nàng ta phải mang theo hai người bọn họ, thì chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng Tử Hoàng lại liều mạng chém giết, mạnh mẽ đứng chắn ở cửa sơn cốc, ngăn vợ chồng bọn họ lại sau lưng. Thấy bản thể của Tử Hoàng tràn đầy vết thương, Lưu Thích Kỳ không đành lòng. Đúng lúc này, thê tử trong ngực hắn ngất xỉu, Lưu Thích Kỳ nhìn trận chiến khốc liệt bên ngoài sơn cốc. Đại yêu bên cạnh Tử Hoàng lần lượt ngã xuống trong vũng máu, hắn ta biết hôm nay khó mà tốt hơn được. Thở dài một tiếng, Vân Tử, xin lỗi, ta không bảo vệ được San San. Dứt lời Lưu Tích Kỳ hừ lạnh đứng dậy, thanh thiên kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên. Nhìn cuộc chiến của Tử Hoàng và sát thủ vương cùng 20 thủ, Lưu Tích Kỳ chậm rãi nói, Tử Hoàng, ngươi đi đi, trở về nói với Vân Tử, Lưu Tích Kỳ ta xin lỗi hắn, nếu có kiếp sau. Chúng ta sẽ lại làm huynh đệ. Lưu Tích Kỳ biết nếu không bị vợ chồng hắn liên lụy, Tử Hoàng đã có thể chạy thoát thân. Tử Hoàng phụng lệnh thánh chủ tới đây tìm vợ chồng ngươi, sao có thể bỏ chạy. Lưu huynh đệ yên tâm, đám hề nhảy nhót này không giết được ta, đợi thánh chủ tới đây, ngài ấy nhất định sẽ khiến cho thánh địa U Linh và sát thủ U Linh trở thành lịch sử. Tử Hoàng nghe Lưu Tích Kỳ nói như đang dặn dò, nàng lo hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nên vội vàng trả lời. Hừ, chết đến nơi còn già mồm, bản tọa cũng muốn xem thử, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Một con chuột yêu mà cũng dám hoành hoang trước mặt bản tọa tung hoành ngang dọc ở tu chân giới, đến thánh chủ còn giết được huống chi là một yêu tu. Gã cầm đầu khoác áo choàng đen khinh thường nói với Tử Hoàng. Lão Kỳ, cần gì phải tới kiếp sau? Lưu Tích Kỳ vừa dứt lời, một đạo thanh âm như sấm vang vọng khắp bầu trời với sát ý vô biên, không rõ vang lên từ đâu. Toàn thân Lưu Tích Kỳ run rẩy, Vân Tử. Lưu Tích Kỳ quá quen thuộc với giọng nói của Dương Bách Xuyên, lúc này nghe được âm thanh ấy, Lưu Tích Kỳ xúc động muốn khóc. Giây trước hắn còn định để Tử Hoàng rời đi, còn mình thì liều mạng đánh một trận, dù sao thì cũng không đi được, hắn không phải kiểu người ngồi chờ chết. Những người này quả thật là khinh người quá đáng. Đan điền của thê tử Dương San San bị thương nặng lâm vào hôn mê, nhìn thấy Tử Hoàng đang cố hết sức chém giết. Lưu Tích Kỳ biết thay vì kéo tất cả mọi người cùng chết, chỉ bằng để Tử Hoàng rời đi. Ai mà biết ở thời điểm mấu chốt, giọng của Dương Bách Xuyên lại vang lên từ phía chân trời. Thánh chủ, toàn thân Tử Hoàng đầy vết thương nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Nàng không ngờ lần này lại gặp phải sát thủ vương của tổ chức sát thủ U Linh đích thân ra trận, vốn dĩ sau khi tham dò được tin tức của Lưu Tích Kỳ và Dương San San, chỉ cần dẫn người về Vân Môn Tiên Cảnh là có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Ai mà biết lúc tìm được Lưu Tích Kỳ lại gặp cảnh hắn đang điên cuồng giết người, hơn nữa còn giết cháu trai thánh chủ của thánh địa U Linh. Sau khi hiểu rõ tình hình thì mới biết, từ đâu mà cháu trai của thánh chủ U Linh nhận được tin, trong tay Lưu Tích Kỳ có một thanh tiên khí, kết quả cướp không thành còn bị Lưu Tích Kỳ giết chết. Đương nhiên Tử Hoàng biết thánh địa U Linh, nàng là yêu tiên Niết Bàn, vậy nên hiểu rõ một số chuyện hơn tu sĩ thông thường. Biết thánh địa U Linh âm thầm giúp đỡ tổ chức sát thủ U Linh đầy tiếng xấu, cũng biết thế lực khó chơi nhất của thánh địa này chính là tổ chức sát thủ U Linh. Lần này tìm kiếm Lưu Tích Kỳ, không ngờ lại gặp phải sát thủ vương đích thân rời núi, hơn nữa còn mang theo 20 cao thủ cấp bậc phi thăng, một nửa trong số đó là sát thủ, còn lại là người do thánh địa U Linh phái tới. Tất cả đều giả dạng thánh sát thủ U Linh, người khác không nhìn ra nhưng không qua được mắt Tử Hoàng. 20 người đi theo sát thủ vương đều là cao thủ, tu vi thấp nhất cũng đạt tới cấp bậc phi thăng. Nhưng thủ đoạn giữa tu sĩ bình thường và sát thủ có sự khác biệt rất lớn, lúc giao đấu Tử Hoàng đã phát hiện ra,
nếu như nàng đoán không nhầm thì 10 người trong số đó hẳn là quái vật tuyết tàng do thánh địa U Linh phái tới, còn lại mới là sát thủ U Linh. Mặc dù thánh địa U Linh chưa bao giờ thừa nhận, cũng không nói với bên ngoài tổ chức sát thủ U Linh là thế lực của bọn họ, nhưng không thể gạt được Tử Hoàng, một tổ chức sát thủ không có nhiều cao thủ cảnh giới phi thăng như vậy. Lúc Tử Hoàng đi tìm Lưu Tích Kỳ và Dương San San cũng mang theo hơn 100 đại yêu, cộng thêm tu vi của nàng, không phải bất khả chiến bại, nhưng sẽ không bị bao vây. Kết quả, 100 đại yêu của nàng bị giết sạch. Hai bên giao đấu tới tận bây giờ, sát thủ vương cũng không hề sợ hãi đã nói ra rất nhiều thông tin, Tử Hoàng lần lượt suy đoán, có một nửa trong số 20 cao thủ là quái vật tuyết tàng do thánh địa U Linh phái tới. Thật ra Tử Hoàng đang cố gắng chống đỡ. Sau khi nàng truyền tin cho Dương Bách Xuyên thì đợi hắn qua đây trợ giúp, Tử Hoàng nổi giận đại chiến với 20 cao thủ, thật ra nếu nàng không phải yêu tiên thời trước, có nhiều thủ đoạn mánh khóe, nếu không chỉ bảo vệ Lưu Tích Kỳ và Dương San San thôi cũng đã không trụ nổi. Lúc trước nghe được Lưu Tích Kỳ nói, bên ngoài thì Tử Hoàng vẫn cứng rắn nhưng thật ra trong lòng đã thầm kêu khổ, nếu như Dương Bách Xuyên vẫn không tới thì nàng sẽ không chống đỡ nổi nữa. May mà, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tới. Người chưa thấy đâu nhưng giọng đã tới, Tử Hoàng lập tức lên tinh thần, ra sức chống cự, giờ phút này yêu thân khổng lồ của nàng trăm ngàn lỗ hổng, tình trạng vết thương vô cùng nặng, sát thủ U Linh am hiểu nhất là ám sát, trên người nàng đã rất nhiều vết thương. Nếu như tâm không đủ kiên định thì Tử Hoàng đã sớm ngã xuống rồi. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tới, tảng đá trong lòng Tử Hoàng cũng được buông xuống. Nàng biết rõ địa vị của Lưu Tích Kỳ và Dương San San trong lòng Dương Bách Xuyên, nếu hai người này chết thì nàng cũng không biết ăn nói thế nào với thánh chủ, thế nên một mình nàng có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng bởi vì Lưu Tích Kỳ và Dương San San, Tử Hoàng không thể bỏ đi được. Cách đó rất xa, Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn trông thấy Tử Hoàng đang chiến đấu, từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy Lưu Tích Kỳ đang ôm muội muội Dương San San không rõ sống chết ở trong lòng, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu. Khi nghe được những lời Lưu Tích Kỳ nói với Tử Hoàng, Dương Bách Xuyên lên tiếng với sát ý ngút trời. Hắn nhìn thấy 21 gã mặc đồ đen, tất cả bọn họ đều có hơi thở cường đại, một mình Tử Hoàng lẻ loi đứng ở cửa sơn cốc chiến đấu. Giết cho ta, một người cũng không được bỏ qua. Lúc này, Dương Bách Xuyên gần như triệu hoán toàn bộ tu sĩ và đại yêu cảnh giới phi thăng cảnh của Vân Môn Tiên Cảnh, ngoài ra còn có cả hơn vạn đại thừa kỳ. Chỉ riêng số lượng đã đủ để đè ép 21 người mặc đồ đen. Trông thấy dáng vẻ thảm hại của Tử Hoàng, muội muội Dương San San và Lưu Tích Kỳ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩa, giết những người này sau đó diệt trừ thế lực đứng sau bọn họ. Từ hôm nay trở đi, hắn phải khiến cho tất cả mọi người ở tu chân giới biết, đệ tử của Vân Môn không dễ đối phó, để bọn họ không dám đi trêu chọc, đụng tới đệ tử Vân Môn thì phải trả giá bằng máu. Giết! 300 đại yêu cấp bậc phi thăng, hơn 20 tu sĩ phi thăng, Khổng Tước, Khoáng Tùy Phong, Thanh Nghiêu, Chuột Vương, tất cả đều tập trung đông đủ. Nghe theo mệnh lệnh, từng người lao xuống như sao băng. Các ngươi kết trận, không cho phép để lọt bất cứ kẻ nào. Dương Bách Xuyên dặn dò hơn vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc đại thừa, cũng không để bọn họ tham gia ứng chiến. Lý do thứ nhất là bởi vì, dù sao thì đám người áo đen kia cũng có cấp bậc phi thăng cảnh. Thực lực chênh lệch rất nhiều so với đại yêu cấp bậc đại thừa, thứ hai là không cần thiết, có Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong cấp bậc phi thăng, cộng thêm hơn 300 tu sĩ nhân yêu cũng thừa sức giết chết đám người kia. Để hơn vạn yêu tu cấp bậc đại thừa kết trận, đề phòng có kẻ lọt lưới là được. Cuộc tàn sát bắt đầu. Sát thủ vương thấy tình hình không ổn muốn chạy trốn, nhưng Dương Bách Xuyên đã sớm có chuẩn bị, hắn phất tay để Ngé Con xuất hiện. Ngé Con! Để ta xem trong thời gian này ngươi có tiến bộ không, giữ con hàng kia lại cho ta. Chủ nhân yên tâm, hắn ta chạy không thoát, gào. Giống một tiếng, Ngé Con hóa thành tia chớp lao về phía sát thủ vương. Chồn Nhi kêu chi chi, ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên nóng lòng muốn ra trận. Chồn Nhi, đợi một chút, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn quanh chiến trường, kiếm đầu long trong tay hắn kêu ong ong. Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện giữa Tử Hoàng và gã cầm đầu kia, hắn biết đối phương là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ U Linh khét tiếng, Dương Bách Xuyên không dám sơ ý, tu vi của sát thủ vương là phi thăng đại viên mãn, hơn nữa còn là thủ lĩnh, thủ đoạn chắc chắn không hề đơn giản. Hắn không dám để Chồn Nhi qua đó. Nhưng Ngé Con là thần thú, nó lớn lên từng ngày ở Vân Môn Tiên Cảnh,
Dương Bách Xuyên muốn xem thời gian qua, nghé con đã tiến bộ ra sao. 20 người áo đen kia bị Khổng Tước và đám người Khoáng Tùy Phong vây lấy, ai trong số họ đều có thủ đoạn không tầm thường, nhưng cũng không địch lại được nhân số đông, cuối cùng kiệt sức đến chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn 300 người đấu với 20 người, cho dù 20 người kia có thủ đoạn thông thiên thì khi giao đấu với tu sĩ cảnh giới cũng sẽ bị đè ép. Trong nháy mắt, 20 người đã bị giết sạch. Gào! Lúc này, tiếng thét dài của nghé con vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn sang, ánh mắt hắn híp lại, không ngờ nghé con chặn sát thủ vương lại bị gã ta đánh trúng, trên người để lại một lỗ sâu. Thân hình Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ, thần thức được phóng ra thông qua không gian hắc liên, càn khôn nhãn khóa chặt sát thủ vương đang chuẩn bị bỏ chạy. Kiếm phá không! Một đạo kiếm khí đánh thẳng vào thân hình đang lúc sáng lúc tối của sát thủ vương, rất khó để bắt được gã ta. A! À, có tiếng hét cách đó hàng trăm mét, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu, nhưng không có dấu vết của sát thủ vương. Dương Bách Xuyên bay lên không trung hướng thẳng vũng máu, người khác không thể nhìn thấy, nhưng sát thủ vương chạy không thoát được Dương Bách Xuyên. Từ thân pháp của sát thủ vương, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng dáng của Bách Biến Thần Thông. Rất giống nhưng không qua được cặp mắt của hắn. Với Dương Bách Xuyên mà nói, người này quả thật rất quỷ dị. Tổ chức sát thủ U Linh hay nói đúng hơn là người của Thánh Địa U Linh, thật ra bọn họ đã để mắt tới chiêu bách biến của Bách Biến Chí Tôn trên người hắn. Năm đó ở Thái Hoang, mình dù nhiên đã nhìn ra thuật bách biến của hắn, nàng ta hao hết tâm tư muốn có được, sau khi ra khỏi Thiên Yêu Hành Cung, mình dù nhiên tìm tới sư tỷ của mình là sát thủ U Linh. Muốn lấy thần thông trên người Dương Bách Xuyên, kết quả bị hắn giết chết. Lúc đó Dương Bách Xuyên mới biết, tổ chức sát thủ U Linh vẫn luôn tìm kiếm bách biến thần thông, nhưng chẳng có thu hoạch, trong các đời sát thủ vương của tổ chức sát thủ U Linh lại có người từng thấy bách biến chí tôn thi triển bách biến thần thông, từ đó mới sáng tạo ra U Linh Đại Pháp. Đây cũng là chiêu thức lợi dụng sự biến hóa của chân nguyên, nhưng chỉ hóa thân được một nửa chứ không phải toàn thân. Lúc ở Thiên Yêu Hành Cung, mình dù nhiên dẫn theo đệ tử của U Linh Chi Đô hóa thân thành mãng xà, còn Dương Bách Xuyên thì trực tiếp sử dụng bách biến thần thông để biến thành thần long, cũng chính bởi lần đó mà hắn bị Minh Du Nhiên nhìn chằm chằm, muốn đoạt lấy bách biến thần thông. Nhưng bách biến thần thông của hắn là do lão đầu truyền thụ cho, theo như cách nói của sư phụ thì ông và bách biến chí tôn là bạn tốt cũng chỉ lấy được công pháp ngoại tu, nhưng vẫn có thể dùng pháp lực hóa thân thành bất cứ hình dáng nào. Lão đầu nói, nếu như có được công pháp nội tu của bách biến thần thông, khi muốn hóa thân thành gì thì đều có thể bắt chước được hơi thở. Đáng tiếc là lão đầu không có công pháp nội tu của bách biến thần thông. Năm đó, đám người Minh Du Nhiên muốn cướp thần thông trên người hắn là bởi vì thuật bách biến, đối với sát thủ mà nói, kỹ năng thần thông này giống như ma lực. Nếu như thế gian này có vô sát thủ ám sát, Dương Bách Xuyên cảm thấy bách biến chí tôn hoàn toàn xứng đáng, còn cái gì mà sát thủ vương của tổ chức sát thủ U Linh. Nếu so sánh thì gã ta chẳng là cái thá gì. Sát thủ vương và nghé con giao đấu, hắn ta đâm nghé con trọng thương nhưng Dương Bách Xuyên cũng nắm cơ hội xuyên cho sát thủ vương một nhát. Dương Bách Xuyên nghe thấy rõ tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa trên mặt đất vẫn còn vết máu. Nhưng quỷ dị ở chỗ, không thấy tung tích của sát thủ vương. Dương Bách Xuyên phóng thần thức thông qua không gian hắc liên, hắn phát hiện sát thủ vương không hề chạy, hơi thở vẫn ở quanh đây. Chỉ là biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên có thể khẳng định sát thủ vương chưa rời khỏi đây, bởi vì cách đó trăm mét chính là vòng vây do yêu binh, yêu tướng đại thừa hợp thành. Vết máu trên mặt đất chứng minh sát thủ vương đã bị hắn đâm trúng, không thấy thi thể chứng minh hắn còn sống. Trước khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy vết máu, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, sát thủ vương quả thật là có chút thủ đoạn, hắn đã dùng tới kiếm phá không, đây là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Cho dù là phi thẳng đại viên mãn thì hắn vẫn có thể giết chết. Ai mà ngờ, gã sát thủ vương này lại biến mất ngay tại chỗ được. Hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ có thể nghĩ tới một khả năng, sát thủ vương nhất định còn ở gần đây, hắn ta dùng U Linh Đại Pháp dung nhập vào cảnh vật xung quanh. Thân là sát thủ, nhất là sát thủ vương, năng lực ẩn thân đương nhiên không tầm thường, với sát thủ vương mà nói, dung hợp vào cảnh vật xung quanh là chuyện không khó. Nơi này nằm sâu trong núi, được bao quanh bởi rất nhiều thảm thực vật và đá, rất dễ ẩn giấu thân hình. Chuyện này với hắn ta rất đơn giản. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long trực chờ trong tay, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh,
hắn dám chắc chắn sát thủ vương đang ở ngay đây. Nhìn bốn phía, thảm thực vật, núi non, đá tảng không có gì khác biệt, lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên kinh hãi, dù có giấu kỹ đến đâu thì vẫn phải có hơi thở, đúng không? Không có hơi thở, cỏ cây chỉ là cỏ cây, đá chỉ là đá, hắn không thấy có gì khác biệt. Dương Bách Xuyên nhíu mày, ngay sau đó hắn đột nhiên xuất kiếm. Ầm ầm ầm. Nếu đã không thấy, vậy thì hắn sẽ hủy đi cảnh vật xung quanh, hắn không tin không ép được sát thủ vương ra ngoài. Ầm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên giật mình, bùn đất phía sau rung chuyển, cảm nhận được nguy hiểm, hắn dùng kiếm ngăn cản, kết quả trong tiếng gầm vang, khí huyết trong cơ thể dâng trào, Dương Bách Xuyên bay ngược về phía sau. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sát thủ vương hiện ra thân hình từ trong đất bùn, hơn nữa trong tay hắn ta còn cầm một con dao găm đen kịt đâm về phía này. Dương Bách Xuyên bị bay về sau, cơ thể mất đi thăng bằng, sát thủ vương lại đâm tới, gần như liền một mạch, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội thở dốc. Giữa tia chớp, đồng tử Dương Bách Xuyên co rụt lại, hắn nhìn thấy con dao găm của sát thủ vương đang đâm thẳng vào giữa mi tâm mình, khoảng cách rất gần. Lúc này, sau lưng Dương Bách Xuyên toát cả mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng, hắn đánh hơi được mùi của cái chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Không cho hắn có cơ hội thở dốc, ra tay lão luyện, không hề dây dưa, liền mạch lưu loát. Sát thủ vương đeo mặt nạ, chỉ nhìn thấy hai con mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ lạnh lẽo từ ánh mắt ấy, không có dao động, giống như ao tù nước đọng. Khí lạnh truyền tới từ con dao găm khiến mặt Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy đau. Con dao găm này có cấp bậc tiên khí. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, cái chết chưa bao giờ tới gần hắn như vậy. Hắn xong đời rồi sao? Dương Bách Xuyên tự hỏi bản thân. Thánh chủ. Ở phía xa, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương và đám người Khoáng Tủy Phong đang lo lắng hô lên, nhưng bọn họ biết mình không kịp ngăn cản hay là cứu viện cho Dương Bách Xuyên. Ở đây, cho dù là người hay yêu thì đều là cao thủ, đương nhiên có thể nhìn rõ, Dương Bách Xuyên bị lão quái vật sát thủ vương khóa chặt, rất khó chạy thoát. Khổng Tước là nữ nhân của Dương Bách Xuyên. Nàng thét một tiếng dài, chiếp. Nàng đỏ mắt rồi hóa ra bản thể Khổng Tước. Nhưng dù gấp tới đâu, cũng khó mà cứu được. Trước cửa sơn cốc, Tử Hoàng khôi phục lại hình người, toàn thân đều là vết thương, nàng tựa vào vách núi. Nhìn thấy tình cảnh của Dương Bách Xuyên, lòng nóng như lửa đốt nhưng bản thân lại không nhúc nhích nổi. Lưu Tích Kỳ ôm Dương San San đang hôn mê vào lòng, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị sát thủ vương đánh úp, hai mắt trợn tròn, vân tử. Phụt. Hắn lo lắng tới phun ra máu. Trái tim của mọi người như treo lơ lửng. Dưới tình huống này, hai mắt Dương Bách Xuyên cũng chừng lớn, nếu là lúc bình thường, có lẽ sư phụ sẽ ra, nhưng từ sau trận chiến với ma đầu, thần hồn bị tiêu hiêu hao quá nhiều nên đã lâm vào ngủ say, hắn biết lúc này mình không trông cậy được vào lão đầu. Hy vọng duy nhất chính là Hắc Liên tử trong ý thức hải, Hắc Liên có linh hồn, có thể biến thành nữ tử. Nhưng Hắc Liên Chi Linh đã nói là sẽ bảo vệ ý thức hải của hắn, không nhúng tay vào những chuyện khác. Hơn nữa cho dù Hắc Liên có thể ra tay thì cũng không biết có thể đỡ được đòn tấn công này của sát thủ vương hay không. Tu vi của Dương Bách Xuyên cũng là đại thừa trung kỳ, mặc dù cảnh giới tu luyện của hắn đã đạt tới đại thừa đại viên mãn, nhưng thực lực vẫn chỉ là trung kỳ, muốn đánh lại thì không có thời gian, cũng chẳng có sức. Tu vi của sát thủ vương là phi thăng cảnh đại viên mãn. Đó là sự tồn tại đứng đầu ở tu chân giới, với thực lực như vậy, hơn nữa còn là đánh lén, thử hỏi ai có thể trốn thoát được. Trong lòng Dương Bách Xuyên phát run. Sống chết chỉ còn lại trong nháy mắt. Chít. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm bén nhọn vang lên. Ngay khi Dương Bách Xuyên chấp nhận số phận của mình, hắn nghe được tiếng gầm sắc bén. Là Trồn Nhi. Một bóng dáng màu vàng lao ra từ sau lưng Dương Bách Xuyên. Hoặc nói đúng là một móng vuốt sắc bén từ vai Dương Bách Xuyên đâm ra. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động. Hắn quên mất sự tồn tại của Trồn Nhi. Khi bình thường, hình thể Trồn Nhi giống như một con mèo nhỏ, lúc nào cũng ngồi xổm trên vai hắn. Vì quá quen nên Dương Bách Xuyên quên mất còn có Trồn Nhi. Không ngờ ở thời điểm quan trọng, Trồn Nhi lại ra tay. Lúc này, chỉ có tốc độ của Trồn Nhi mới ngăn cản được nhát đâm kia. Trong nháy mắt. Trồn Nhi vươn bộ móng sắc bén màu vàng đỡ lấy con dao găm của sát thủ vương. Chít! Ngay sau đó Trồn Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trồn Nhi! Dương Bách Xuyên hét lên,
hắn nhìn thấy rõ con dao găm của sát thủ Vương đâm thủng móng của Chồn Nhi, hơn nữa sau khi xuyên qua còn đâm vào trong cơ thể. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên vùng kiếm chém ngang lưng sát thủ Vương. Cuối cùng hắn cũng có thời gian thở dốc. Nhưng sát thủ Vương lại đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Chồn Nhi, khi Dương Bách Xuyên chém xuống, gã đá văng Chồn Nhi ra ngoài, tránh thoát được kiếm của Dương Bách Xuyên, sát thủ Vương nhanh chóng lùi về phía sau. "A, ta phải giết chết ngươi." Ở nơi không có gió, mái tóc trắng của Dương Bách Xuyên tung bay, khí tức toàn thân không ngừng tăng lên, trong cơ thể vang lên tiếng nổ. Khoảnh khắc nhìn thấy Chồn Nhi bị sát thủ Vương đâm xuyên thân thể rồi ném ra ngoài, hắn đã hoàn toàn tức giận. Lúc này, linh khí của đất trời ùn ùn chui vào cơ thể Dương Bách Xuyên. Linh khí xung quanh trăm dặm xung quanh như điên cuồng. Răng rắc. Cơ thể Dương Bách Xuyên vang lên tiếng kêu răng rắc, tu vi đại thừa trung kỳ đột phá, tăng liên tục. Trong cơn nổi điên, Dương Bách Xuyên đột phá tu vi. Dương Bách Xuyên thấy Chồn con bị sát thủ Vương một đòn xuyên thủng cơ thể thì điên tiết lên, dưới cơn nóng giận, chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, thực lực cũng đột phá từ đại thừa trung kỳ lên tới đại thừa hậu kỳ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì sau khi điên cuồng hấp thu linh khí trong vòng bán kính 100 mét xung quanh, thực lực của hắn lại đột phá lần nữa, chạm tới đại thừa đại viên mãn. Tới đây mới thật sự dừng lại. Giờ phút này, trông Dương Bách Xuyên chẳng khác nào một ma vương, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió, nhìn sát thủ Vương trừng trừng. Người đáng chết muôn nghìn lần. Trong lúc nói, hơi thở của Dương Bách Xuyên cũng dần ổn định lại, đôi mắt vẫn dán chặt lên người sát thủ Vương. Giờ phút này, sát thủ Vương cũng phát hiện sự biến đổi của Dương Bách Xuyên, trong lòng hận chết đi được, chỉ chút nữa thôi là đã có thể cho Dương Bách Xuyên một chiêu chí mạng, chết tươi tại chỗ rồi, ấy vậy mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó. Chẳng biết lại từ đâu nhảy ra một con súc vật nhỏ bé, bất chấp tất cả lao tới trước mũi dao của hắn ta, đỡ đòn thay cho Dương Bách Xuyên. Thật không ngờ hành động này không chỉ giúp Dương Bách Xuyên trốn được một kiếp, mà còn khiến hắn nổi trận lôi đình, từ đó tu vi đột phá. Không phải sát thủ Vương chưa từng gặp qua trường hợp tương tự, nhưng trong tình huống như vậy mà cũng có thể thẳng cấp, tư chất tu luyện của người đó hắn là cực kỳ cao. Tất nhiên sát thủ Vương từng nghe nói tới Dương Bách Xuyên. Dù sao những năm gần đây, danh tiếng của hắn trong tu chân giới cũng rất lẫy lừng. Hắn ta còn biết tại nghi lễ của Vân Môn Tiên Cảnh, Dương Bách Xuyên đã ép tứ đại thánh chủ, bao gồm cả thánh chủ U Linh phải nhượng bộ. Kỳ thật toàn bộ thánh địa U Linh, từ trên xuống dưới không ai muốn đối địch với Dương Bách Xuyên cả, ngay cả lần này cũng vậy, lý do hắn ta chạy tới đây chỉ là vì muốn cướp lấy tiên khí trong tay Lưu Tích Kỳ mà thôi. Sau khi cháu của thánh chủ U Linh bị giết chết, là sát thủ Vương dưới trướng thánh địa U Linh Chi Đô, hắn ta phụng mệnh thánh chủ U Linh tới để báo chủ cho cháu của thánh chủ, tiện đường chém đầu Lưu Tích Kỳ, đoạt lấy tiên khí. Ai mà ngờ giữa đường lại xuất hiện đại yêu Tử Hoàng, đến tận lúc này, sát thủ Vương mới biết Tử Hoàng vừa ra tay giúp Lưu Tích Kỳ là người của Dương Bách Xuyên. Chỉ là tên đã lên dây, không thể không bắn, sát thủ Vương bèn nảy ra ý định giết luôn của Tử Hoàng. Và quả thật, đại yêu bên cạnh Tử Hoàng đã bị người của hắn ta diệt gần hết, tới cả Tử Hoàng cũng bị thương nặng, chỉ có thể trở thành con cá trên thớt, mặc cho hắn ta chém giết. Ngay lúc mọi chuyện sắp kết thúc, Dương Bách Xuyên lại chạy tới. Nếu hiện tại hắn ta đã đắc tội với Dương Bách Xuyên, vậy cũng chẳng cần kiêng kỵ gì nữa, cứ đơn giản lật mặt luôn cho rồi. Với lại, tất cả đại yêu mà Dương Bách Xuyên mang tới đều là cao thủ có thực lực sánh ngang phi thăng cảnh, dẫn tới cục diện lập tức nghiêng về một phía. Người của sát thủ Vương lần lượt ngã xuống, khiến hắn ta tức đến đỏ cả mắt. Nhưng sau khi giao đấu với Dương Bách Xuyên, hắn ta tức khắc nhận ra chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Lúc đánh nhau với thần thú Kỳ Lân bên cạnh Dương Bách Xuyên, hắn ta thuận lợi dùng thuật ám sát làm bị thương Kỳ Lân, nhưng cũng một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm trúng. Có điều không trúng nơi hiểm yếu, hắn ta lại tiếp tục ẩn mình, đánh lén Dương Bách Xuyên, quá trình cũng rất trôi chảy. Nhưng số lượng yêu thú bên cạnh Dương Bách Xuyên thật sự quá nhiều, điển hình như sát thủ Vương cũng không ngờ tới ngay tại thời điểm mấu chốt sẽ xuất hiện một con chồn xông ra chắn giao cho Dương Bách Xuyên. Lần này hay rồi, hoàn toàn chọc điên Dương Bách Xuyên, tạo động lực cho thằng nhãi đó đột phá, còn thăng liên tục hai cấp, từ đại thừa trung kỳ vèo một cái đã lên tới đại thừa đại viên mãn. Thú thật là ông trùm của tổ chức sát thủ số 1 số 2 tu chân giới. Sát thủ Vương thật sự không thèm để loại tu sĩ như Dương Bách Xuyên vào mắt, bởi hắn ta đã từng ám sát rất nhiều tu sĩ, kể cả tu sĩ phi thăng cảnh,
thậm chí vị sát thủ vương đầu tiên trong lịch sử còn từng thành công ám sát thánh chủ nữ kia. Với sát thủ vương mà nói, Dương Bách Xuyên chỉ là một gã thánh chủ nhờ được vô số đại yêu nâng đỡ mới thành công ngồi lên được ngai vàng mà thôi. Thế nên, dù nghe được những lời đồn thổi về Dương Bách Xuyên ở tu chân giới, sát thủ vương vẫn không hề đánh giá cao hắn. Thậm chí hắn ta còn từng xin thánh chủ U Linh cho phép mình đi ám sát Dương Bách Xuyên, nhưng chẳng biết thánh chủ U Linh lo lắng chuyện gì mà lại dặn hắn ta tạm thời đừng chọc vào Dương Bách Xuyên. Lần này, dù chạm trán với Dương Bách Xuyên, sát thủ vương vẫn ôm thái độ khinh thường, chỉ kiêng dè mỗi đám đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên thôi. 300 đại yêu phi thăng cảnh lận đấy, đừng nói sát thủ vương, tới cả U Linh Chi Đô sợ là cũng khó mà đấu lại nổi. Nhưng sau khi lãnh giáo một kiếm kia của Dương Bách Xuyên, ấn tượng về hắn trong lòng sát thủ vương hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy, hắn ta gần như huy động hết sức lực mới đỡ nổi một kiếm đó của Dương Bách Xuyên, thế mà vẫn bị thương, chẳng qua là thương không đến chỗ hiểm thôi. Sau đó, hắn ta nhanh tay tung chiêu phản công, cuối cùng lại thất bại dưới tay một con trồn. Hiện tại, sát thủ vương còn tận mắt chứng kiến tu vi của Dương Bách Xuyên thăng liền một mạch hai tiểu cảnh giới, trong lòng thầm mắng một câu biến thái, cũng không dám xem thường hắn nữa. Một kiếm lúc nãy suýt cướp đi mạng của hắn ta, giờ tu vi của Dương Bách Xuyên đã đột phá, nghĩ thôi cũng biết khó đối phó cỡ nào. Điều cấm kỵ số một của sát thủ, nếu thất bại trong lần giao đấu đầu tiên với cao thủ, vậy nhanh chóng rút lui, không được ham chiến, thế nên sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên thăng cấp, hắn ta lập tức cảm ứng được nguy hiểm rình rập, dứt khoát rút lui chạy trốn. Sát thủ vương cực kỳ tự tin vào khả năng chạy trốn của mình. Có điều, Dương Bách Xuyên sẽ cho hắn ta cơ hội này sao? Chưa bàn đến chuyện xung quanh có hơn mấy chục nghìn yêu binh yêu tướng đại thừa cảnh dựng đại chân vậy nhốt, đề phòng có người trốn thoát, thì bấy giờ, nhóm đại yêu như Khổng Tước cũng đã giải quyết xong kẻ thù, có thể nói là chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã diệt gần hết 20 tên tu sĩ phi thăng cảnh do sát thủ vương dẫn tới. Hiện Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong đã hợp tác với nhau, tất sẽ không cho sát thủ vương cơ hội trốn thoát. Lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên bốc lên hừng hực, hai mắt đỏ ngầu, khởi động càn khôn nhãn khóa chặt sát thủ vương, hắn muốn tự tay rút gân lột ra sát thủ vương. Ở trong lòng hắn, địa vị của trồn cao hơn bất cứ linh sủng nào. Một dao của sát thủ vương đâm trồn con trọng thương, điều này đã khiến tên họ Dương nào đó nổi điên. Thấy sát thủ vương chạy trốn, thần thức của Dương Bách Xuyên lập tức bám theo sát sao. Trong lúc sát thủ vương thoát ẩn thoát hiện, tìm đường tẩu thoát, thần thức khổng lồ của Dương Bách Xuyên chưa từng để vụt mất bóng dáng của hắn ta dù chỉ một giây, cộng thêm sự trợ giúp của càn khôn nhãn và chuyện tu vi vừa đột phá hai cảnh giới nhỏ, khiến thực lực tăng tiến trên mọi phương diện. Nên dù tập trung theo dõi sát thủ vương là chuyện cực kỳ hao tổn thần thức, Dương Bách Xuyên cũng không thèm quan tâm. Trong cơn tức giận, Dương Bách Xuyên rút kiếm. Phá không! Khoảnh khắc hắn thốt ra hai chữ phá không, quanh thân kiếm đồ long cũng tỏa chiếu ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, kiếm khí được phóng thích, chúng tựa như con rắn tinh ranh, lao thẳng về phía mục tiêu với tốc độ chóng mặt, những nơi chúng đi qua, vết nứt không gian có vẻ trông to hơn trước gấp mấy lần. Lúc trước, kiếm phá không mà hắn tung ra cùng lắm chỉ tạo được vết nứt không gian nhỏ như sợi tóc, nhưng hiện tại, sau khi tu vi đột phá hai cảnh giới nhỏ, vết nứt không gian tạo thành từ kiếm phá không cũng bành trướng, to cỡ ngón tay. Dù đứng từ góc độ nào cũng có thể thông qua vết nứt nhìn thấy hư không tăm tối vô tận, có điều vết nứt không tồn tại quá lâu, chỉ chớp mắt đã khép lại một cách hoàn hảo. Phù dung sớm nở tối tàn. Dù vậy, một kiếm này của Dương Bách Xuyên cũng đủ dọa sát thủ vương sợ chết khiếp. Trên đời có vô số cao thủ, nhưng số người có thể một kiếm xé rách hư không, tạo thành vết nứt không gian. Rất ít. Nếu là ở một vài tiểu thế giới, có người một kiếm xé rách hư không cũng chẳng có gì lạ, cao thủ phi thăng cảnh nào cũng làm được. Nhưng nơi này là tu chân giới, là đại thế giới, tính ổn định của không gian pháp tắc không phải ở mức mà tiểu thế giới có thể sánh nổi. Tới cả cao thủ phi thăng cảnh đại viên mãn cũng chẳng thể nào chỉ dùng một kiếm là xé mở được không gian. Thế mà Dương Bách Xuyên lại làm được. Mặc dù sát thủ vương đang chạy trốn, nhưng thói quen cẩn thận của sát thủ lại nhắc nhở hắn ta không được phép lơ là, phải chú ý tình hình xung quanh từng giây từng phút, thế nên mới phát hiện thấy Dương Bách Xuyên lại phóng ra thứ kiếm khí giống lúc trước. Khoảnh khắc khi kiếm khí lao tới như tia chớp, xé rách hư không, để lại một vết nứt không gian to bằng ngón tay. Rồi từ từ khép lại, mồ hôi lạnh của sát thủ vương tuôn ra như suối.
Đương lúc tìm cách tự cứu mình, sát thủ vương lại nhận ra đạo kiếm khí này luôn hướng thẳng về phía hắn ta mà xông tới, dù có né tránh cỡ nào cũng không thể cắt đuôi, thế nên hắn ta biết bản thân đã bị Dương Bách Xuyên khóa chặt. Giờ chỉ còn nước cố hết sức tiếp chiêu, bằng không đã khóa mục tiêu rồi cũng chẳng trốn nổi. Sát thủ vương biết một kiếm này của Dương Bách Xuyên kỳ lạ vô cùng, có trốn cũng trốn không thoát, thế là hạ quyết tâm tung ra lá bài tẩy của mình. Áo giáp bóng đêm, vĩnh hằng chi thứ. Trong tiếng hét phẫn nộ của sát thủ vương, quanh người hắn ta bỗng xuất hiện một bộ giáp màu đen, đây là chiến giáp cấp tiên khí gia truyền do các đời sát thủ vương truyền lại cho thế hệ sau, dù có nhận một đòn toàn lực của tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn cũng chẳng hề hấn gì. Ngoài ra, con dao trong tay cũng tỏa ra hào quang màu đen. Hắn ta dừng bước, rồi bất ngờ vung tay đâm về phía kiếm khí của Dương Bách Xuyên, con dao găm tỏa hào quang tăm tối trong tay lập tức hóa thành một con gao cỡ lớn, lao ra ngoài. Trong tiếng động nặng nề khi hai vật va chạm, sát thủ vương đâm một phát vào kiếm khí vàng óng của Dương Bách Xuyên. Sau đó, sát thủ vương bị dội bay ra ngoài. Khụ khụ, hắn ta ngã ra đất, miệng hộc máu, trên dao găm xuất hiện vô số vết nứt. Phần ngực của áo giáp cũng huyết một lỗ nhỏ to chừng ngón cái, máu tươi không ngừng trào ra từ cái lỗ đó. Sao lại thế? Sát thủ vương lẩm bẩm, ý chí trong mắt dần tan biến. Sức sống trong người cũng nhanh chóng sói mòn. Lúc Dương Bách Xuyên mặt lạnh đi tới, sát thủ vương đã là đèn cạn dầu, một kiếm vừa rồi cao hơn lực lượng của hắn lúc trước gần như gấp đôi, sát thủ vương không tiếp nổi. Thấy Dương Bách Xuyên tiến lại gần, sát thủ vương hoảng sợ tột độ, Dương Bách Xuyên cũng không nói nhiều, vươn tay chùm lên đầu hắn ta, chỉ trong nháy mắt, nguyên thần của sát thủ vương đã bị Dương Bách Xuyên bắt vào tay. Bắt đầu siêu hồn. Sau tầm 10 nhịp thở, Dương Bách Xuyên buông tay, sát thủ vương cũng hồn phi phách tán, chỉ còn mỗi cái xác trống rỗng. Đối với tên đầu lĩnh của tổ chức ám sát nổi tiếng xấu xa này, Dương Bách Xuyên không cần phải bày ra sự tôn trọng với một cường giả làm gì. Hắn nhấc chân đạp thẳng xuống xác hắn ta, chờ ngọn lửa bùng lên. Nhìn thôi cũng biết Dương Bách Xuyên căm hận sát thủ vương tới nhường nào. Xong xuôi, cảm xúc của Dương Bách Xuyên dần ổn định lại, lý trí cũng khôi phục. Lập tức xoay lưng biến mất ngay tại chỗ, trở về bên cạnh Điêu Nhi. Điêu Nhi của hắn bị sát thủ vương dùng dao găm đâm xuyên qua cơ thể, chính mắt Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy cảnh đó mà. Chủ nhân, người mau tới xem Điêu Nhi đi ạ, nàng ấy bị thương nặng lắm. Nghe con đã đứng bên cạnh canh gác cho Điêu Nhi hồi lâu, thấy Dương Bách Xuyên tới bèn vội vàng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để Điêu Nhi xảy ra chuyện đâu. Vừa nói. Dương Bách Xuyên vừa ôm Điêu Nhi vào lòng, lúc cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Điêu Nhi, lòng hắn đau như cắt. Đừng thấy Điêu Nhi là linh sủng nghịch ngợm nhất trong số các linh sủng mà lầm, nàng ấy là người đầu tiên đi theo Dương Bách Xuyên, là người bầu bạn bên cạnh Dương Bách Xuyên sớm nhất, cũng là người dám liều cả mạng sống để cứu Dương Bách Xuyên, tựa như trường hợp ngày hôm nay hoàn toàn không phải lần đầu tiên. Thế nên Dương Bách Xuyên yêu thương Điêu Nhi rất nhiều cũng không phải không có lý. Năm ấy. Khi cùng Hầu Đậu Đậu ở bên nhau, dù họa là do Điêu Nhi gây nên, Dương Bách Xuyên vẫn trừng trị Hầu Đậu Đậu một trận. Sau đó, số lượng linh sủng bên người ngày một tăng, nhưng Điêu Nhi vẫn dám không nể nang ai như trước, âu cũng là do Dương Bách Xuyên cực kỳ khoan dung Điêu Nhi. Thậm chí, dù tiếp sau đó đã có thêm ngé con cùng với thần thú Kỳ Lân, thú Vân Lôi, tiểu Phượng Hoàng. Trái tim Dương Bách Xuyên vẫn nghiêng về phía Điêu Nhi, cố ý để Điêu Nhi trở thành đầu lĩnh của họ. Tới vân môn tiên cảnh, ngay cả tử hoàng cũng từng gặp rắc rối vì Điêu Nhi, nhưng nàng ta sẽ không mách lẻo gì cả, bởi vì ai cũng biết địa vị của Điêu Nhi trong lòng thánh chủ Dương Bách Xuyên cao vô cùng. Bấy giờ, khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ôm Điêu Nhi vào lòng, tất cả mọi người thoáng bình tĩnh, nhưng lại cũng thấy hơi lạ. Ai cũng biết vết thương trên người Điêu Nhi cực kỳ nặng, nhưng biểu hiện của Dương Bách Xuyên lại không mãnh liệt như những gì họ vẫn tưởng, trái lại vô cùng bình thản. Mang tới cho họ cảm giác như là khoảng lặng trước khi bão tới vậy. Nghĩa là giết một sát thủ vương vẫn chưa đủ để hắn phát tiết cơn giận này. Đằng sau ắt vẫn còn đại chiêu lớn gấp mấy lần. Sao sao sao? Đúng vậy, sau khi ôm Điêu Nhi vào lòng, kiểm tra xong xuôi vết thương cho nàng ấy, lòng Dương Bách Xuyên đã dậy sóng cuồn cuộn, nhưng vẫn cố ép nó xuống. Hiện tại, quan trọng nhất là chữa trị cho Điêu Nhi, ngoài ra còn có muội muội Dương San San, tử hoàng. Cũng đang bị thương nặng nữa. Chi trước của Điêu Nhi bị chém một nhát, phần bụng thì bị đâm thủng, lúc dùng thần thức kiểm tra,
có thể nói trong người Điêu Nhi lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Linh thú không có đan điền, nhưng Điêu Nhi lại có một thứ tương tự bụng càn khôn, còn có cả yêu đan, tình hình hiện tại cho thấy trên yêu đan của Điêu Nhi xuất hiện một vết nứt, dẫn tới yêu hồn suy yếu. May là vết thương kiểu này rất dễ chữa. Trong đầu Dương Bách Xuyên chợt lóe lên suy nghĩ, rồi tức tốc đút cho Điêu Nhi một giọt nước sinh mệnh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ miệng vết thương của Điêu Nhi đã khép lại, có điều vết nứt trên yêu đan lại chẳng tốt hơn miếng nào. Dương Bách Xuyên vội đưa Điêu Nhi vào trong không gian trong bình càn khôn, đặt nàng ấy nằm thẳng lên trên đá sinh mệnh. Nước sinh mệnh được sinh ra từ đá sinh mệnh, thế nên nằm trên đá sinh mệnh có thể tẩm bổ cho yêu đan của Điêu Nhi, nhưng khỏe lại được hay không vậy phải xem ý trời thế nào. Bởi dù đá sinh mệnh có ẩn chứa sức sống mạnh mẽ tới đâu vẫn không phải là sức mạnh thần hồn, mà vết thương của Điêu Nhi lại nằm ở yêu đan, bên trong yêu đan chính là nguyên thần của Điêu Nhi, đây mới là trọng điểm. Sau đó, Dương Bách Xuyên bước tới cửa sơn cốc, cho Tử Hoàng một giọt nước sinh mệnh để chữa trị vết thương, dù sao Tử Hoàng cũng là cao thủ, thương thế nhìn có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thật ra toàn là vết thương ngoài da, thế nên chỉ cần dùng một giọt nước sinh mệnh rồi điều dưỡng một đoạn thời gian là sẽ tự lành ngay thôi. Xuyên tử. Lúc hắn bước tới bên cạnh Lưu Thích Kỳ và muội muội Dương San San, Lưu Thích Kỳ đỏ mắt gọi một tiếng. Hốc mắt của Dương Bách Xuyên cũng ửng hồng, hắn đã nhận ra sự tự trách trong mắt Lưu Thích Kỳ, hiểu được Lưu Thích Kỳ đang cảm thấy áy náy vì không thể chăm sóc tốt cho muội muội Dương San San. Mọi chuyện đã qua, có thể tìm lại các ngươi là điều tốt nhất rồi. Dương Bách Xuyên vừa nói, vừa ôm chầm lấy Lưu Thích Kỳ. Hắn không trách Lưu Thích Kỳ. Vì hắn đã biết tình hình của Lưu Tích Kỳ và muội muội Dương San San, thậm chí còn cho rằng Lưu Tích Kỳ có thể làm đến tận đây đã vượt xa những gì hắn nghĩ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.